Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2476, Ngoan Nhân tỉnh rồi 2. Một tháng trước, tên này mới xuất khiếu cảnh đỉnh phong, sau khi dung hợp, vậy mà trực tiếp tăng 2 cấp bậc, thật là đáng sợ. Ai, bên cạnh ta đều là người gì a hát, một cái biến thái hơn một cái, để hắn áp lực rất lớn. Học sinh của mình Triệu Nhã, nghe Trần Nhạc Giao nói, tu vi khẳng định cao hơn hắn hiện tại. Thuộc hạ cũng nắm giữ thực lực thánh vực thất trọng khó mà chống lại, thật vất vả có cái phân thân thực lực không mạnh, nhưng bản tôn còn ngày ngày chịu đòn. Ta luyện hóa đại não, truyền thừa xuống rất nhiều kiến thức, nhất là vu hồn chi đạo, một mực đến thánh vực cửu trọng, tất cả đều có. Ngoan Nhân nói tiếp, quá tốt rồi. Mắt Trương Huyền sáng rực lên. Trước đó từ trong tay Mặc Hồn Sinh chỉ lấy được công pháp hóa phàm cảnh, đến thánh vực, bởi vì không có cách nào tu luyện mà dừng lại một đoạn thời gian. Về sau từ chỗ Thanh Điền Hoàng đạt được pháp quyết trước thánh vực tứ trọng, giờ phút này cũng đã tu luyện đến đỉnh phong. Có cái này, về sau liền có thể tìm kiếm pháp quyết tu luyện liên quan tới hồn phách, dung hợp thiên đạo công pháp, mau chóng tăng lên lực lượng vu hồn. Không đúng, pháp quyết vu hồn không phải đặc thù của vu hồn sư sao? Vì sao Ngoan Nhân lại biết? Một cái ý nghĩ hiện lên ở trong đầu. Căn cứ Mặc Hồn Sinh lưu lại kiến thức, công pháp vu hồn là truyền thừa của vu hồn sư. Ngoan Nhân là dị linh tộc, làm sao lại biết? Hơn nữa còn là bản hoàn chỉnh. Trước không nghĩ nhiều như vậy. Biết nghĩ những thứ này cũng vô dụng, trong lòng Trương Huyền tiếp tục hỏi. Trừ công pháp phù hồn, thì có pháp môn tu luyện chân khí không? Ngoan Nhân là cường giả siêu cấp có thể chiến đấu với khổng sư, bản thân tu luyện công pháp, tất nhiên cũng cực kỳ tinh diệu, nếu có thể học tập, thực lực của hắn tăng lên cũng có trợ giúp rất lớn. Có pháp môn tu luyện của dị linh tộc nhân. Nhưng không thích hợp thể chất của chủ nhân, hiện tại ta liền truyền cho ngươi. Ngoan Nhân nói xong, Trương Huyền lập tức cảm thấy vô số kiến thức chảy vào trong óc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn cũng có thể làm được ý niệm truyền thừa kiến thức, đối phương dung hợp ký ức của Ngoan Nhân, đương nhiên càng thêm dễ dàng. Quả nhiên không thể tu luyện. Xem hết kiến thức truyền đến, Trương Huyền lắc đầu. Công pháp phù hồn có thể tiến hành nghiên cứu. Nhưng pháp môn tu luyện của dị linh tộc thì không có tác dụng gì. Thể chất của nhân loại cùng dị linh tộc có chênh lệch rất lớn, coi như hắn tu luyện thiên đạo công pháp, cũng không cách nào bù đắp, bởi vậy pháp quyết của đối phương, coi như thiên phú của hắn cực cao, cũng không cách nào luyện thành. Đáng tiếc, Trương Huyền cảm khái một tiếng, trong lòng nhịn không được than thở. Nếu có thể tu luyện, về sau siêu tập những công pháp khác liền sẽ đơn giản hơn không ít, tu vi đột phá cũng trở nên càng thêm dễ dàng. Bất quá bây giờ xem ra, vẫn là nghĩ quá ngây thơ rồi. Lại trò chuyện một hồi, mặc dù thôn phệ ký ức của Ngoan Nhân, nhưng năm đó bị thương nghiêm trọng, lại thêm cách nhau mấy vạn năm, không ít ký ức rất mơ hồ, tỉ như sự tích liên quan tới khổng sư, chỉ có thể nói ra đại khái, còn chi tiết thì không cách nào nói được. Đúng rồi, người mới vừa nói, đây là khổng sư lưu trữ, có ý tứ gì? Biết sau khi đối phương tỉnh lại, không ít chuyện có thể hỏi thăm kỹ càng. Không cần thiết chậm trễ thời gian, nhớ tới đối phương mới nói, Trương Huyền nhìn không được hỏi. Chữ chí này, là khổng sư tự tay viết, hơn nữa cảnh giới so với trước đó ở phong thánh đài thì cao minh hơn nhiều lắm, nếu như có thể để cho ta thôn phệ. Có thể để cho lực lượng bạo tăng, phát huy ra thực lực mạnh hơn. Ngoan Nhân tràn đầy hưng phấn nói. Thôn phệ. Mặt Trương Huyền nhất thời đen lại. Cái tên này thực dám nghĩ a. Đây là Thánh Tử Điện, đại lục đệ nhất học phủ. Người chạy đến thôn phệ chữ khổng sư lưu lại của người ta. Đoán chừng còn chưa hoàn thành, đã bị đánh chết tại chỗ. Làm không cẩn thận, mình cũng chạy không được. Chuyện này, người nghĩ biện pháp quên nó đi. Trương Huyền hừ một tiếng, tiếp tục nhìn lại chữ viết. Khó trách quen mắt, hắn nghiên cứu qua thư tay trên phong thánh đài rất nhiều lần, đã sớm quen thuộc kiểu chữ của khổng sư. Chữ chí này mượt mà sung mãn, như trong đầu lóe ra ánh sáng, thường xuyên quan sát. Có thể khiến trí tuệ người ta sung mãn, linh trí mở rộng. Thấy hắn đứng ở tại chỗ, Trần Nhạc Giao cười nói. Trương Huyền gật đầu. Cái chữ này, quả thực cường đại hơn khổng sư viết ở phong thánh đài rất nhiều, bất kể là ý cảnh hay thần vận đều cao minh hơn, xem như hắn, nhìn thời gian dài cũng có thể gột rửa vẩn đục, tư duy trở nên càng thêm nhanh chóng. Không hổ là tác phẩm của khổng sư. Chữ của Khôi Thánh tới so sánh, vẫn kém một đoạn rất lớn. Khó trách con em của đại gia tộc khác đều tới nơi này, trở thành học viên của Thánh Tử Điện. Không nói cái khác,
chỉ nói chữ này, liền có tác dụng định nguyên thần, củng cố tu vi, giúp người đột phá, có khả năng áp chế tâm ma, để cho người không sinh tạp niệm. Trong lòng Trương Huyền cực kỳ rung động, không khỏi cảm khái. Thánh tử điện có chữ của Khổng sư trấn áp, xem như tâm ma cũng không dám làm loạn. Chỉ sợ nguyên nhân chính là như vậy, tất cả đại gia tộc mới bằng lòng đưa hậu bối ưu tú nhất đến nơi này, tiếp nhận truyền thừa cùng chỉ điểm. Đi vào đi. Trương Huyền nhìn một hồi, lĩnh ngộ không ít, tràn đầy cảm khái nói. Trần Nhạc Giao nhẹ gật đầu, hai người cùng đi vào. Chương 2477, Phá Hư Vương Thượng. 1. Vòng qua vài con phố, rốt cuộc tìm được vị trí khảo hạch trận pháp sư. Đẩy cửa đi vào, đại điện cực kỳ vắng vẻ, chỉ có mấy người, so với phía ngoài công hội trận pháp sư rầm rộ, thật là hoàn toàn khác biệt. Hàng năm thánh tử điện tuyển nhận số lượng không nhiều, có thể đi vào, đều có sở trường cùng năng lực nhất định, trừ khi khảo hạch đẳng cấp, nếu không bình thường không có người nào tới. Trần Nhạc Giao giải thích. Ít người tốt nhất, ta khá thích thanh tĩnh. Trương Huyền cười cười. Trước kia khảo hạch, đều kín người hết chỗ, làm gì cũng phải xếp hàng, thậm chí muốn đi vào điểm khảo hạch còn cần trước thu hoạch được tư cách, vô cùng phiền phức, ít người liền có thể giảm bớt không ít phiền phức, phù hợp tính cách yên tĩnh của hắn. Hai vị tới khảo hạch trận pháp sư. Đi tới trước đài, một phục vụ viên chừng 30 tuổi tiến lên đón, khuôn mặt vui vẻ, ngực cài huy chương trận pháp sư, lại đạt tới lục tinh. Ta muốn khảo hạch trận pháp sư bát tinh. Trương Huyền gật đầu. Bát tinh. Phục vụ viên sửng sốt một chút. Ngươi. Đúng vậy. Trương Huyền gật đầu. Trải qua rất nhiều chuyện hắn đã biết, danh sư đại lục quản lý các loại bí tịch cực kỳ nghiêm khắc, chỉ có cấp bậc đến, mới có thể quan sát thư tịch đối ứng. Muốn nghiên cứu trận pháp cấp 8, chỉ có thể trước khảo hạch thành công. Hiện tại dù chỉ là trận pháp sư thất tinh, nhưng kiến thức sớm dung hội quán thông, thông qua khảo hạch không khó lắm. Thật không tiện, tuổi của ngươi thực quá nhỏ, ta có chút giật mình. Phục vụ viên xấu hổ cười một tiếng, nói tiếp. Không biết có mang huy chương thất tinh đến không, ta trình báo giúp ngươi. Có. Cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, đưa huy chương trận pháp sư thất tinh tới. Lúc trước ở Khâu Ngô Cung biểu hiện qua năng lực trận pháp, Hàn hội trưởng đã sớm giúp hắn xin. Tiện tay nhận lấy, phục vụ viên nhìn tên, mở ra một quyển sách, tra xét một hồi, lúc này mới gật gật đầu, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Căn cứ ghi chép, thời gian Trương sư khảo hạch trận pháp sư thất tinh không đến 2 tháng, nhanh như vậy liền muốn khảo hạch. Bát tinh. Người khác từ thất tinh khảo hạch bát tinh, ít nhất cần mấy chục năm tích lũy, nhanh nhất cũng mấy năm, tên này vừa mới kiểm tra chưa tới 2 tháng. Liền muốn kiểm tra bát tinh. Quá nhanh đi. Đúng vậy. Trương Huyền gật đầu. Vậy thì tốt, ta đã trình báo giúp ngươi, mời đi theo ta. Thấy hắn xác nhận, lại bận rộn một hồi, lúc này phục vụ viên mới gật đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, đi ở phía trước dẫn đường. Có thể đi vào thánh tử điện, không phải gia thế hiển hách, là thiên phú tuyệt đỉnh, hắn chỉ là phục vụ viên, không dám có chút coi thường cùng thờ ơ. Rất nhanh, mọi người đi tới một gian phòng. Nhìn lão giả ở phía trước khom người nói. Tô trưởng lão, Trương Huyền Trương sư tới khảo hạch trận pháp sư bát tinh. Trước ngực lão giả đeo huy chương trận pháp sư, 8 ngôi sao lấp lánh, tu vi cao thâm, không thi triển ra, căn bản nhìn không ra đẳng cấp cụ thể. Chỉ sợ không thua thánh vực thất trọng. Khổng sư từng nói, hữu giáo vô loại, người hiếu học trong thiên hạ đều có thể trở thành học sinh của hắn. Bởi vậy thánh tử điện không chỉ có danh sư, còn có các loại chức nghiệp. Vị này hẳn là trận pháp sư đơn thuần, không phải danh sư. Nhìn một cái, Trương Huyền thầm nghĩ. Nhìn qua giới thiệu trên ngọc bài thân phận, cũng biết không ít về thánh tử điện. Dù danh sư có thể phụ tu, nhưng muốn nói phương diện duy nhất chân chính đạt tới tinh thông, thậm chí đi đến đỉnh phong, vẫn là người tu chức nghiệp đối ứng. Thật giống như trận pháp sư, lúc trước Ngô Đường chủ cũng phụ tu trận pháp sư, trận pháp chi đạo, không tính quá yếu, nhưng so với Hàn hội trưởng chuyên tu. Liền không đáng giá nhắc tới. Thuật nghiệp hữu chuyên công, danh sư cũng không có khả năng chân chính toàn trí toàn năng, nhất là đạt tới cấp bậc đỉnh phong. Bởi vậy lão sư truyền thụ phụ tu ở Thánh Tử Điện, cơ bản đều là tồn tại đứng đầu nhất của những nghề nghiệp khác, mà không phải danh sư duy nhất. Như vậy có thể để cho học sinh học càng thêm chính xác. Người khảo hạch bát tinh. Tô trưởng lão nhìn tư liệu một lần, không nhịn được cau mày. Khảo hạch bát tinh, cần tu vi đạt tới lĩnh vực cảnh. Người mới xuất khiếu cảnh sơ kỳ, tu vi không đủ, làm sao có thể bố trí ra trận pháp đối ứng.
Trận pháp thuộc về chức nghiệp thượng cửu lưu, yêu cầu tu vi cực kỳ nghiêm khắc. Trương Huyền không có che giấu, đối phương liếc liền nhìn ra. Bẩm báo Tô trưởng lão, dù Trương sư chỉ là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu không kém lĩnh vực cảnh sơ kỳ chút nào. Trần Nhạc Giao nói xen vào. Thật có loại thực lực này, có thể tính ngươi thông qua, ta dẫn ngươi đi bậc thang trận pháp. Tô trưởng lão nhẹ gật đầu. Ở Thánh Tử Điện thời gian dài, dạng thiên tài gì cũng gặp, nếu như đối phương thật sự có loại bản lĩnh này, thông qua yêu cầu tu vi cũng không tính là gì. Đa tạ trưởng lão, xin hỏi làm sao đo lường thực lực. Nghe như vậy cũng có thể, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đối phương thật yêu cầu đạt tới lĩnh vực cảnh sơ kỳ mới có thể khảo hạch, chỉ sợ còn cần tìm kiếm linh thạch cấp bậc cao cùng công pháp tu luyện. Như vậy khả năng còn cần tốn thêm mấy ngày. Chỗ chúng ta có trận pháp chuyên môn dùng để đo lường sức chiến đấu. Lão giả lắc đầu, tràn đầy bất đắc dĩ. Đáng tiếc, vừa rồi phá hư vương kia tới khảo hạch, làm hỏng, còn chưa kịp sửa chữa. Phá hư vương? Trương Huyền nghi ngờ. Đúng vậy, trước đây ít năm tới một vị thiên tài, trong một năm khảo hạch ba phụ tu, tất cả đều làm người ngã ngựa đổ, phá hủy không biết bao nhiêu thứ. Đây là lần thứ ba tới khảo hạch trận pháp sư bát tinh, ai, thấy hắn đến, tất cả trưởng lão đều đi qua, sợ bậc thang trận pháp bị phá hủy. Tô trưởng lão xoa xoa mi tâm, tựa hồ cực kỳ đau đầu với vị phá hư vương này. Người ngã ngựa đổ, phá hư đồ vật, không biết vị phá hư vương này phá hư như thế nào. Trương Huyền tò mò. Trước kia hắn khảo hạch, cũng thường xuyên phá hư tài sản, hiện tại đã ổn trọng hơn nhiều, không nói cái khác, sông Sơn Môn một chuyến, Sơn Môn còn rất tốt, không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Làm sao phá hư? Dâu ria của Tô trưởng lão dựng lên. Chương 2478, phá hư vương thượng. 2. Những nghề nghiệp khác, ta không nói nhiều, tới 3 lần nơi này, mỗi một lần ít nhất phải hỏng một vật. Lần đầu tiên, ta vất vả 2 tháng điêu khắc trận bàn báo hỏng. Lần thứ 2, hủy một gian tĩnh thất, đây là lần thứ 3, vốn cho rằng chỉ là khảo hạch thực lực đơn thuần, lại làm hỏng trận pháp kiểm tra chiến đấu, quả thực là phá hư vương. Một chỗ phá hư 3 lần, thật là làm người ta tức giận. Trương Huyền há miệng, trợn mắt hốc mồm. Dù hắn cũng phá hư, nhưng bình thường đều là một chỗ một lần, đánh một súng đổi chỗ khác, liên tục 3 lần, quả thực là quá đáng. Phá hư cũng có tôn nghiêm, một chỗ làm 3 lần. Đổi lại hắn, khẳng định cũng đau đầu. Đúng vậy, khảo hạch thì khảo hạch, lại làm đồ vật chia 5 xẻ 7. Ta vừa thấy được loại người này liền tức giận. Tô trưởng lão tức giận khoát tay áo, vỗ bàn một cái. Ta cũng rất chán ghét loại người cố ý phá hư này, đương nhiên nếu như là vô tâm, thì cũng không tính là gì. Cảm khái một tiếng, Trương Huyền cảm động lây. Cố ý phá hư, là thật để cho người ta tức giận, may mắn trước kia mỗi lần hắn đều không phải cố ý. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Càng nói càng tức, Tô trưởng lão lắc đầu, nếu không phải quá tức, lấy thân phận của hắn cũng không có khả năng làm nhảm với một học sinh. Phát tiết xong cũng hết giận. Lần nữa nhìn qua, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Người rất không tệ. Bình thường học sinh khác, nghe hắn nói xấu phá hư vương, tất cả đều vâng vâng dạ dạ, không dám thở mạnh, tên này thoạt nhìn không tệ, không chỉ không sợ, còn mở miệng bày tỏ chán ghét. Trong lòng hảo cảm tăng nhiều. Như vậy đi, ngươi chuẩn bị một chút, hiện tại ta kiểm tra thực lực cho ngươi. Tô trưởng lão trầm tư một chút nói. Kiểm tra, không phải Tô trưởng lão nói trận pháp khảo hạch hỏng ư. Làm sao kiểm tra? Trương Huyền nhìn không được nhìn qua. Rất đơn giản, ta đè thấp tu vi đến lĩnh vực cảnh sơ kỳ, ngươi giao thủ với ta, có thể tiếp 3 chiêu của ta, coi như thông qua. Tô trưởng lão cười cười. Tình huống bình thường, trận pháp kiểm tra thực lực hỏng, là không thể khảo hạch, bất quá ai bảo hắn nhìn đối phương thuận mắt. Xem như dàn xếp cửa sau a. Có thể. Còn tưởng rằng khảo hạch gì, nghe được là cái này, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, ngay ở chỗ này đi. Đứng dậy, Tô trưởng lão đi tới giữa đại sảnh. Đại điện cực kỳ rộng lớn, chỉ kiểm nghiệm chút thực lực mà nói, dư xài. Kẽo kẹt, khí tức rút xuống, Tô trưởng lão áp chế tu vi đến lĩnh vực cảnh sơ kỳ, vẫy tay một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi có thể dùng hết toàn lực, mặc dù là vì đo lường ngươi có thực lực lĩnh vực cảnh hay không, nhưng dính dáng khảo hạch, ta sẽ không nương tay. Ta sẽ cố hết sức. Trương Huyền nhẹ gật đầu, ánh mắt ngưng trọng. Mặc dù đối phương giảm thấp tu vi, nhưng có thể là cường giả thánh vực thất trọng, loại thực lực này,
bất kể ánh mắt hay phản ứng, đều không phải là Trương Vân Phong có thể so sánh được, quả thực không thể khinh thường. Hô! Đạp mạnh trên mặt đất, thân ảnh lay động, hóa thành một tàn ảnh, lập lòe bay lượn về phía Tô trưởng lão. Chi hành bộ là một loại võ kỹ thánh vực trung phẩm học được từ chiến sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc, thông qua không ngừng thay đổi vị trí, phòng ngừa đối phương đánh lén cùng công kích. Chiêu này hơi rườm rà, bình thường đối chiến với cao thủ, có rất ít người sử dụng, nhưng ở dưới chân Trương Huyền, tốc độ cực nhanh, cả người chợt trái chợt phải, giống như quỷ mị. Rất không tệ. Ánh mắt Tô trưởng lão sáng lên. Vốn cho rằng đối phương chỉ là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, có thể so với lĩnh vực cảnh có chút nói ngoa. Nhìn thấy thân pháp này mới hiểu được, quả thực nắm giữ loại thực lực này. Ông! Cảm khái một tiếng, một tia lực lượng đặc thù từ trong cơ thể thả ra ngoài, tạo thành lĩnh vực đường kính chừng 5 mét. Bị lĩnh vực bao phủ, chi hành bộ của Trương Huyền lập tức chậm chạp, giống như rơi vào vũng bùn, không còn linh động như trước đó. Ta muốn động thủ, chiêu thứ nhất, long tượng khí huyết trưởng. Chiêu này kết hợp lực lượng long tượng hình thành, cộng thêm lĩnh vực. Uy lực vô tận, nên cẩn thận. Thanh niên trước mắt này, chịu nghe mình lại nhảy, hơn nữa rất cừu thị phá hư vương, hắn hết sức vui mừng, dù ra tay không lưu tình, lại tiết lộ một chút, hy vọng đối phương đừng bị thương. Yên tâm đi, ta sẽ hết toàn lực. Nghe nói lực lượng của đối phương rất mạnh, máu tươi trong cơ thể Trương Huyền sôi trào, thân ảnh đột nhiên lóe lên, thi triển ra hành giả vô cương. Thông qua chiến đấu với lĩnh vực cảnh chân chính, cũng có chút cảm ngộ. Lĩnh vực là một loại lực lượng kiềm chế, giống như dây thừng, một phương hướng dùng sức quen thuộc, một phương hướng khác sẽ trở nên hơi yếu. Vừa rồi cố ý dùng chữ chi đi lại, Z là tập trung sức chú ý của đối phương, giờ phút này phối hợp hành giả vô cương, ra ngoài ý định, lại thêm tốc độ cực nhanh, còn không có phản ứng, cũng đã xuất hiện ở trước mặt Tô trưởng lão. Cổ tay khẽ đảo, một trưởng nghênh tiếp. Đối phương nói long tượng khí huyết trưởng kết hợp long tượng chi lực, uy lực vô tận. Hắn vừa ra tay là dùng đại bi thiên ma trưởng. Ầm ầm, hai bàn tay đối đầu. Cái gì? Không nghĩ tới đối phương đi tới trước mặt nhanh như vậy, hơn nữa đánh ra trưởng pháp hung mãnh như thế, con ngươi của Tô trưởng lão co rụt lại, chưa kịp nói chuyện, liền cảm thấy một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải đánh tới. Sao lại mạnh như vậy? Cảm giác giống như bị lưu tinh đập trúng, khóe miệng của Tô trưởng lão giật một cái, xương cốt toàn thân giống như bị đánh nát, cả người bay ngược về phía sau. Người ở trên không trung muốn hóa giải phong ấn tu vi, chỉ cảm thấy trưởng lực của đối phương liên tục không ngừng, như hồng thủy đánh tới, để hắn hô hấp cũng không kịp, cái khác căn bản không rảnh đi làm. Ầm ầm, sống lưng mạnh mẽ đâm vào trên vách tường đại sảnh, đập ra một cái lỗ thủng to lớn. Răng rắc, va chạm quá mức hung ác, một vết nứt thô to dọc theo bức tường lan tràn lên trên, mãi cho đến nóc nhà. Chương 2479 Phá hư vương hạ. Một. Cái này. Lông mày của Trần Nhạc Giao nhảy một cái, một loại dự cảm bất tường hiện lên ở trong lòng. Dường như vừa rồi phá hư vương kia chỉ là làm hỏng trận pháp, không có phá hủy đại điện của vị trưởng lão này a. Ách. Biểu lộ của nàng trở nên mất tự nhiên, Trương Huyền cũng gãi đầu một cái, tràn đầy không hiểu. Long tượng chi lực đâu? Lực lượng vô cùng mạnh mẽ đâu? Chỉ một trưởng liền bay ngược ra ngoài, hơn nữa đụng hư tường. Đừng nhường quá mức như vậy có được hay không? Ngươi! Tô trưởng lão giãy giụa từ trong bụi đất bay ra, khuôn mặt xanh lét, suýt chút nữa điên mất. Trưởng lão phụ trách khảo hạch trận pháp sư, đè thấp tu vi chiến đấu, bị một trưởng đánh bay. Mấu chốt nhất là, mới vừa nói với đối phương trưởng lực của mình lợi hại. Để người ta chú ý. Chú ý cái rắm a hát. Cái này con mẹ nó hẳn là ta chú ý mới đúng. Cái này, Tô trưởng lão. Còn lại hai chiêu còn so không? Vừa rồi ta chỉ dùng một nửa lực lượng. Trương Huyền trần chờ một chút, hỏi. Một nửa. Tô trưởng lão nhoáng một cái. Đúng vậy, vừa rồi thời điểm thi triển trưởng pháp, thu lại bớt khí lực. Trương Huyền giải thích. Này cũng không phải nói dối, mà là thật thu khí lực. Hắn và người chiến đấu, từ trước tới nay sẽ không thả ra tất cả át chủ bài, vừa rồi dù mưu lợi, dùng đại bi thiên ma trưởng. Trên thực tế lực lượng chân chính chỉ chừng phân nửa. Dù sao muốn phát huy uy lực của đại bi thiên ma trưởng đến lớn nhất, cần từ trên trời hạ xuống, hành giả vô cương song song di động, tốc độ lại nhanh, trong nháy mắt tiến công, uy lực tự nhiên sẽ yếu hơn rất nhiều. Khóe miệng của Tô trưởng lão giật một cái. Một nửa lực lượng, thiếu chút nữa đánh phế hắn, thật muốn dùng hết toàn lực, có
có phải mặt trời ngày mai cũng không thấy được hay không? Ngươi thật sự là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, mà không phải cường giả thánh vực thất trọng ngụy trang. Nếu như Tô trưởng lão cảm thấy thực lực của ta không đủ, ta có thể dùng hết toàn lực. Thấy đối phương không nói lời nào, Trương Huyền ấp úng. Khụ khụ, đủ rồi, hai chiêu còn lại không cần so nữa, ta đã tin tưởng ngươi có thực lực lĩnh vực cảnh sơ kỳ. Tô trưởng lão vội vàng xua tay. Hắn thân là trận pháp sư, dù sức chiến đấu không bằng danh sư, sau khi đè thấp tu vi càng như vậy, nhưng cũng lợi hại hơn lĩnh vực cảnh bình thường không ít, loại thực lực này, đối phương dùng một trưởng đánh bay. Đã nói rõ lực lượng cường đại, hai chiêu còn lại có so hay không đều không sao cả. Đa tạ trưởng lão. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Thực lực thông qua, liền có thể tiến hành khảo hạch trận pháp sư bát tinh, chỉ cần thành công, xem sách một chút, một đêm hẳn là có thể liên hệ với Triệu Nhã. Không cần khách khí. Trà Sát hai tay không ngừng run rẩy, Tô trưởng lão lấy ra một viên đan dược, lặng lẽ bỏ vào miệng, mở ra phong ấn áp chế tu vi, lúc này mới cảm thấy khôi phục một chút, nhìn đại điện xuất hiện vết nứt, khóe miệng co giật, đang muốn ra ngoài tìm người tới sửa, liền nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên, một lão giả vội vã đi tới. Lão Tô, ta báo cho ngươi tin vui, lần này mấy cái chúng ta chạy tới nhìn chằm chằm, tiểu tử kia đã không dám phá hư, đang ngoan ngoãn tham gia khảo hạch. Người mau qua nhìn một chút, hiện tại tên này ngoan cực kỳ. Vừa đi vào gian phòng, thanh âm vui vẻ vang lên. Răng rắc, thanh âm còn chưa kết thúc, vết nứt lan tràn đến nóc phòng ở dưới thanh âm chấn động tiếp tục kéo lên trên, càng lúc càng lớn. Rầm rầm, bụi bặm rơi vãi xuống phía dưới. A hát, đây là thế nào? Lão giả vừa mới tiến vào, lúc này mới phát hiện không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, kìm lòng không được kinh hô. Bất quá không hô còn tốt, hắn vừa hô, thanh âm càng lớn, cả đại điện giống như một cọng rơm giả cuối cùng đè chết lạc đà, đã không chịu nổi, đung đưa kịch liệt. Ầm ầm, toàn bộ nóc điện rớt xuống, nham thạch, bụi bặm đổ ập xuống, đám người Trương Huyền vội vàng vận chuyển chân khí, ngăn chặn mảnh vụn rơi xuống, lúc này mới miễn đi một kiếp. Hết thảy đều kết thúc, nhìn lấy phế tích đầy đất, da mặt Tô trưởng lão không ngừng run rẩy, cảm thấy mình sắp khóc. Chỉ là khảo hạch tu vi mà thôi, sự tình ba chiêu liền có thể giải quyết, sao lại biến thành như vậy? Mặc dù cái cung điện này không quá rắn chắc, nhưng cũng là người giỏi tay nghề hao tốn không ít thời gian xây dựng, mình ở nơi này mấy trăm năm cũng không có xuất hiện vấn đề gì, thậm chí phá hư vương kia tới nhiều lần, cũng hoàn hảo không chút tổn hại, kết quả chỉ cùng tên này so một trường, liền biến thành như vậy. Càng nghĩ càng thấy ấm ức, nhịn không được nhìn sang thanh niên cách đó không xa. Chỉ thấy hắn chỉ lão giả vừa mới vào kia, cực kỳ vô tội. Đây không phải là ta làm sập, là hắn nha, không quan hệ gì tới ta cả. Tô trưởng lão. Lão giả. Trần Nhạc Giao. Một lát sau, lão giả phủi phủi một cục gạch rơi trên đầu, cùng đá vụn ở trên bờ vai, cũng nhìn không được nữa nhìn lại. Lão Tô, cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, là ta khảo nghiệm thực lực trương sư này. Nhất thời không khống chế được lực lượng. Chương 2480, phá hư vương hạ. 2. Nghe hỏi thăm, vẻ mặt Tô trưởng lão đỏ bừng lên, cuối cùng vẫn không nói ra nguyên nhân cụ thể. Không phải không muốn nói, mà là quá mất mặt, giảm thấp tu vi, còn bị đối phương vỗ một trưởng va sụp cả cung điện, thực sự không mở miệng được. Thật muốn nói ra, đoán chừng đám lão bằng hữu miệng rộng này sẽ đồn cho toàn bộ thánh tử điện biết hết. Không khống chế được lực lượng. Lão giả gãi đầu một cái, bụi bặm rơi vãi đầy đất. Được rồi, không nên hỏi, Trương Huyền trương sư này, tới khảo hạch trận pháp sư bát tinh, dẫn hắn đi bậc thang trận pháp đi. Sợ đối phương tiếp tục hỏi thăm, vẻ mặt Tô trưởng lão đỏ ửng, vội vàng xua tay. Cũng muốn khảo hạch trận pháp sư bát tinh, tốt, đi theo ta. Lão giả nhẹ gật đầu, nói một tiếng. Trương Huyền cùng Trần Nhạc Giao theo sát ở phía sau. Trần trừ một lúc, Tô trưởng lão cảm thấy có chút không yên lòng, cũng theo sau. Rời khỏi phế tích, đi một hồi, liền thấy một bậc thang đứng sừng sững ở cách đó không xa, thẳng tắp lan tràn lên trên, tựa như cắm vào thiên cung. Cái bậc thang này rất kỳ lạ, phía trên không có bất kỳ vật gì kết nối, phía dưới cũng không có vật gì chống đỡ, lại huyền phù ở địa phương cách mặt đất ba thước. Đây là cái gì? Trương Huyền tò mò hỏi. Mặc dù hắn có thể nhìn ra, chung quanh cùng phía trên bậc thang bố trí rất nhiều trận pháp, mới để cho nó huyền phù, nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ.
Đây là bậc thang trận pháp, khảo hạch trận pháp sư chính là ở đây. Lão giả cười cười giải thích. Bậc thang trận pháp. Mỗi một bậc thang đều ẩn chứa một trận pháp, dính dáng huyễn trận, sát trận, mê trận, rất nhiều biến hóa, có nhiều chỗ thậm chí cần bố trí trận pháp nguyên khí mới có thể phá giải. Những bậc thang này, hết thảy 90 tầng, mỗi 10 tầng đại biểu một tinh cấp. Lão giả tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi có thể lên đến tầng thứ 80, liền thông qua khảo hạch trận pháp sư bát tinh. Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra. Cái này có chút tương tự thông đạo trận pháp của danh sư học viện, đều là bố trí đủ loại trận pháp, để người tham gia khảo hạch phá giải. Có khả năng hoàn thành, liền đại biểu khảo hạch kết thúc. Đương nhiên, cái này thoạt nhìn càng khó, không chỉ dính dáng phá trận, còn có bảy trận, cùng khảo nghiệm trên tâm lý. Cho dù là hắn muốn thông qua, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa nơi này phân chia đẳng cấp kỹ càng hơn, mỗi một bậc thang, khảo nghiệm một loại trận pháp, có thể đi lên, đại biểu đủ trình độ, không đạt tới chỉ có thể buồn bã lui ra. Thật giống như bậc thang trên tầng 75, đại biểu đạt đến thất tinh trung phẩm, tiên tiến hơn xa Hồng Viễn Học Viện. Hai vị trưởng lão, hiện tại người đứng trên bậc thang, đều là đang khảo hạch. Trong quá trình hai người trò chuyện, Trần Nhạc Giao nhịn không được hỏi. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trên bậc thang đứng không ít người, chừng 5-6 cái. Những người này cũng không tiếp tục đi lên, mà mỗi người đứng ở trên một bậc thang, không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, giống như dại ra, dường như rơi vào trầm tư, hoặc là bị trận pháp bao phủ, không cách nào dãy giụa. Không sai, bọn họ đang khảo hạch. Nhẹ gật đầu, Tô trưởng lão nói. Hai cái khảo hạch ngũ tinh, hai cái khảo hạch thất tinh, còn có một cái khảo hạch bát tinh. Trương Huyền nhìn lại, quả nhiên thấy hai thanh niên đứng ở trên bậc thang thứ 40 mấy, cái khác chia ra đứng ở bậc thang hơn 60 cùng hơn 70. Phá hư vương mà ngươi mới vừa nói, hẳn là đứng ở vị kia trên nhất a. Nhìn một lát, Trương Huyền tò mò hỏi. Nghe lão giả vừa rồi lúc đi vào nói, vị phá hư vương kia còn không có khảo hạch xong, đã như vậy, chắc còn ở phía trên. Mà vừa rồi Tô trưởng lão cũng nói, đối phương cũng giống như mình, định khảo hạch trận pháp sư bát tinh. Căn cứ suy tính hẳn là ở trên tầng 70. Không sai, là hắn. Tô trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mặt mũi không vui. Đối mặt một người bất cứ lúc nào cũng sẽ tới phá hư, đổi lại là ai, tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Trương Huyền cẩn thận nhìn sang vị phá hư vương kia, là thanh niên khoảng 30 tuổi, thoạt nhìn có chút gầy gò, mặc trường bào màu xám nhạt, đưa lưng về phía mình, thấy không rõ dung mạo, khí chất trên người có chút lãnh ngạo. Hình như là tầng 79, không biết có thể đi lên hay không. Đếm đếm, Trương Huyền cười một tiếng, đang muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên cảm thấy bậc thang trước mắt lay động kịch liệt, dường như nhận lấy cái gì xung kích. Nguy rồi, phá hư vương ý định phá hư bậc thang trận pháp, nhanh ngăn cản. Một tiếng la gấp gáp vang lên. Theo thanh âm nhìn lại, lúc này Trương Huyền mới phát hiện bên cạnh bậc thang còn đứng mấy lão giả, quần áo trên người giống như Tô trưởng lão. Hẳn là các trưởng lão trước đó nói, tới ngăn cản phá hư vương phá hoại. Lão giả kêu gọi kia mặt mũi lo lắng, trong thanh âm chân khí bắn ra, thẳng tắp vọt về phía bậc thang trước mắt, như muốn vững chắc bậc thang trận pháp. Chỉ bất quá trận pháp trên bậc thang quá nhiều, mặc dù thực lực của hắn không tầm thường, nhưng cũng không ngăn được. Đừng do dự, cùng nhau động thủ. Đám người Tô trưởng lão không để ý tới Trương Huyền nữa, vội vã bay lên, trong nháy mắt chân khí sao động, khí tức như biển. Sáu vị trận pháp sư tu vi cường đại đồng thời ra tay, bậc thang lay động quả nhiên vững chắc hơn rất nhiều, có điều đúng lúc này, thanh niên ở bậc thứ 79 mở mắt, giơ chân lên, vừa định đạp lên bậc thang thứ 80, nhưng bậc thang dưới chân đã không chịu nổi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, rầm rầm sụp đổ, vô số trận pháp bay loạn, linh khí bắn ra bốn phía. Cái này, Trương Huyền nuốt ngụm nước bọt, thật đúng là phá hư vương. Chương 2481, xin thật là khó một. Hô! Bậc thang tán loạn, trận pháp sụp đổ, mọi người đang khảo hạch còn không có kịp phản ứng, liền cảm thấy dưới chân trống không. Phía dưới như sủi cảo rơi trên mặt đất, đập ra từng cái hố to. Mở mắt ra, từng cái mặt mũi choáng váng, không rõ ràng cho lắm. Bọn họ chỉ là tới khảo hạch trận pháp sư, ai có thể nói cho ta biết, cái này là tình huống gì không? Phá hư vương, người đền bậc thang trận pháp cho chúng ta. Không bậc thang sửa chữa tốt, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Ta muốn giết ngươi. Tô trưởng lão,
Đừng xúc động, người đánh không lại hắn. Ra đầu đám người Tô trưởng lão nổ tung, trong nháy mắt khóa lại không gian, nhìn thanh niên trên không, từng cái sắp tức điên. Bậc thang trận pháp tồn tại ở Thánh Tử Điện không biết đã bao nhiêu năm, khảo hạch qua vô số thiên tài, vô số tài tuấn, đều không có vấn đề gì, tên này vừa đến, liền triệt để phế bỏ, để bọn hắn tức giận đến sắp nổ tung. Ta, Phá Hư Vương dường như cũng không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, người ở trên không trung ngẩn ngơ nhìn bậc thang sụp đổ dưới chân, không rõ ràng cho lắm. Ta thật không phải cố ý, có phải chất lượng của bậc thang trận pháp quá kém hay không? Phá Hư Vương giang hai tay, mặt mũi bất đắc dĩ. Kém em gái ngươi. Tô trưởng lão nhịn không được nữa, chửi ầm lên. Có vô sỉ như vậy sao? Người khác tới qua bao nhiêu lần đều không có việc gì, người vừa xuất hiện, sập. Còn nói chất lượng kém, mặt đâu? Tô Bính, ta đã cảnh cáo ngươi, không được nói em gái ta. Phá Hư Vương tràn đầy không hiểu, nghe được tiếng mắng, vẻ mặt đột nhiên trầm xuống, híp mắt lại, một cỗ sát khí dâng trào ra. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, người trên không đã xuất hiện ở trước mặt Tô trưởng lão. Con người của Tô trưởng lão co rụt lại, vội vàng vung tay nghênh đón, có điều còn chưa kịp, liền cảm thấy ngực tê dần, một bàn chân đã đá tới. Bành. Người ở trên không trung phun ra máu tươi, thẳng tắp đâm vào trên vách tường cách đó không xa, đập ra một cái động lớn. Thật mạnh. Trương Huyền há miệng. Thực lực chân chính của Tô trưởng lão không thua kém thánh vực thất trọng, lợi hại như thế, ở trước mặt đối phương ngay cả một chiêu cũng không tiếp được, liền bị đạp bay. Vị Phá Hư Vương này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng thực lực cũng quá mạnh đi. Nhất là tốc độ vừa rồi từ không trung đi tới trước mặt, tựa như vượt qua không gian, so với hành giả vô cương của hắn cũng không hề yếu. Bất giận, Tô Bính hắn không phải cố ý. Chỉ là quá mức tức giận, mới không giữ mồm giữ miệng. Thấy đồng bạn của mình bị một chân đạp bay, mấy vị trưởng lão khác đều hai mặt nhìn nhau, dừng lại một chút, vội vàng lao đến, không ngừng an ủi, sợ thanh niên trước mắt này nổi giận lần nữa. Ta nói qua, có thể mắng ta, nhưng không nên mắng muội muội ta, kéo một chữ cũng không được. Ánh mắt thanh niên lạnh lùng. Vâng, vâng, Tô lão đầu, còn không qua đây xin lỗi. Khóe miệng lão giả trước đó giật một cái, quay đầu hét lớn. Khụ khụ. Tô Bính Tô trưởng lão từ trong phế tích đứng dậy, ho ra một ngụm máu tươi, biểu lộ muốn khóc đi tới trước mặt, chắp tay nói. Tô Bính sai, mong được tha thứ. Một ngày bị người đánh vào tường hai lần. Cái này gọi là chuyện gì? Như vậy còn tạm được, về sau chú ý một chút. Lúc này Phá Hư Vương mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ây! Trương Huyền cùng Trần Nhạc Giao hai mặt nhìn nhau, đều kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Thật ngông cuồng! Đồ vật khảo hạch của người ta biến thành phế tích, người khác mắng một câu, trực tiếp đánh một trận. Trong nháy mắt Trương Huyền cảm thấy mình thật sự là quá thiện lương, quá dễ nói chuyện. Trước kia hắn cũng phá hư qua, nhưng đều cho đối phương đầy đủ đền bù, thậm chí còn giúp chữa trị. Mà kẻ trước mắt này, căn bản không nói đạo lý a hát. Làm hỏng lại như thế nào? Dám nói nửa chữ không, đánh ngươi răng rơi đầy đất, lập tức xin lỗi. Được rồi, lễ vật thì không cần, ta làm người tương đối hiền hòa, không muốn gây chuyện. Phá Hư Vương xua tay. Khóe miệng của tất cả trưởng lão khảo hạch trận pháp co giật. Chỉ là nói xin lỗi. Ai con mẹ nó nói cho ngươi lễ vật, còn hiền hòa, không muốn gây chuyện. Ngươi đây là không có giết chết chúng ta, nên cảm thấy không gọi sự tình a. Mẫu mực của đời ta a hát. Trương Huyền há miệng, hồi lâu không cách nào khép lại, á khẩu không trả lời được. Khó trách tên này được người xưng là Phá Hư Vương, quả nhiên châu bò. Mình so sánh với đối phương vẫn kém một đoạn rất lớn, căn bản không có khả năng so sánh. Bậc thang trận pháp này. Đám người Tô trưởng lão kìm nén đến sắc mặt đỏ lên, cũng nhịn không được nữa, chỉ phế tích trên đất. Nói xin lỗi thì không cần nói tiếp, ta còn không có khảo hạch xong trận pháp sư bát tinh, các ngươi nhìn một chút, nghĩ biện pháp nhanh chữa trị bậc thang, ta thi xong lại nói. Phá Hư Vương nói, cái này, đám người nói không ra lời. Trương Huyền cũng cảm thấy rung động. Người, thật có thể vô sỉ đến như vậy sao? Vừa biến bậc thang khảo hạch của người ta thành phế tích. Không chỉ không bồi thường, đánh người một trầu, còn muốn người ta nhanh chữa trị. Chương 2482, xin thật là khó khai. Mặt đâu? So sánh với hắn, da mặt của ta vẫn là quá mỏng. Trương Huyền xấu hổ. Nhìn thấy không,
đây mới gọi là không biết xấu hổ, đây mới gọi là phá hư vương. Mình chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Khảo hạch bậc thang, là công hội phái ra 8 vị trận pháp sư cửu tinh, xây dựng hơn 3 tháng, mới hoàn thành, thực lực của chúng ta. Còn chưa đủ chữa trị. Tô trưởng lão hơi đỏ mặt nói. Trận pháp sư cửu tinh, bố trí trận pháp dưới cửu tinh, trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Nhưng áp xúc trận pháp ở trong một bậc thang, hơn nữa để cho người ta tiếp xúc liền rơi vào trong đó, tiến hành khảo hạch. Quá khó khăn. Cho dù loại trận pháp sư cấp bậc này, không có đủ thời gian cũng không thể nào làm được. Không thể chữa trị, ta phải nhanh chóng khảo hạch trận pháp sư, không có thời gian chậm trễ. Phá hư vương nhíu mày. Thật ra thì cũng không cần gấp, vừa rồi tình huống khảo hạch chúng ta đều nhìn thấy, đã đạt tới thứ bậc 79, cách 80 còn kém một bước, nói rõ thực lực của ngươi đã đạt đến trận pháp sư bát tinh, chúng ta có thể liên danh giúp ngươi xin huy chương bát tinh, như vậy không cần phải khảo hạch. Da mặt của Tô trưởng lão co giật, nghĩ đến một cái phương pháp, vội vàng nói. Coi như sửa xong, cũng không đủ tên này chơi, đến lúc đó lại đổ sụp một lần, còn không bằng bán một cái nhân tình, để hắn trực tiếp thông qua. Lấy tình huống vừa rồi, hắn thông qua tầng thứ 80 là chuyện ván đã đóng thuyền, không cần thiết dầu dĩ. Xin giúp ta. Phá hư vương sững sờ. Vậy làm sao được, ta khảo hạch phụ tu, từ trước tới nay đều là hàng thật giá thật, chưa từng dở trò dối trá, lại nói, trận pháp sư bát tinh là nhược điểm của ta, đã muốn khảo hạch, thì nhất định phải khảo hạch xong. Đưa huy chương, ta không muốn. Đám người Tô trưởng lão nắm tóc. Ngươi có chịu yên không? Chúng ta đã nhận thua, muốn đưa ngươi huy chương, thế mà còn không chịu. Nhất định phải ép người điên sao? Cái này, Tô trưởng lão, ta có thể chen một câu hay không? Thấy hai bên không biết nên nói thế nào, bầu không khí xấu hổ, Trương Huyền nhịn không được nữa đi lên phía trước. Trương sư mời nói, Tô trưởng lão ôm quyền. Dù gia hỏa này cũng làm sập đại điện, nhưng so sánh với phá hư vương, vẫn thuần khiết như hoa trắng. Để cho người ta càng xem càng cảm thấy nhân phẩm không tệ. Cái bậc thang này sụp đổ, có phải ta cũng không có cách nào khảo hạch hay không? Trương Huyền hỏi. Hiện tại hắn rất quan tâm cái này, muốn nhanh khảo hạch trận pháp sư bát tinh, nhìn một chút sách, sau đó liên hệ Triệu Nhã, xem hiện tại đệ tử sống như thế nào. Cái đồ chơi này sập, có phải mình cũng không có cơ hội khảo hạch hay không? Cái này, Tô trưởng lão tràn đầy dầu dĩ. Thật ra thì cũng không phải không có cách nào, chỉ bất quá thời gian khảo hạch có thể sẽ rất dài. Ồ, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Chính là hiện tại xin tổng bộ, để tổng bộ truyền đến một trận đồ hoàn toàn mới, người tham gia khảo hạch bắt đầu học tập, sau đó bố trí ra, chỉ cần thành công, cấp bậc trận pháp đạt tới yêu cầu, cũng có thể tính là thông qua. Tô trưởng lão dừng lại một chút, sau đó nói. Đây thật ra là phương pháp khảo hạch trận pháp sư nguyên thủy nhất. Chỉ bất quá để trận pháp sư thất tinh đỉnh phong bố trí trận pháp cấp 8, không có mấy tháng là rất khó làm được, bởi vì tốn thời gian quá lâu, hàng năm người khảo hạch lại nhiều, loại phương pháp phụng về này dần dần bị đào thải. Trận pháp dính dáng dung hợp địa hình, dung hợp hoàn cảnh bốn phía, kết hợp tự nhiên. Tìm ra tất cả tiết điểm, quả thực phải hao phí không ít công phu. Trương Huyền gật đầu. Bất quá không sao cả, ta bằng lòng tiếp nhận loại khảo hạch này. Trận pháp sư thất tinh khác. Bố trí trận pháp cấp 8 cấp độ nhập môn, khả năng thật tiêu tốn rất nhiều thời gian, hắn không giống, vị trí trận cơ, minh lý chi nhãn quét qua liền có thể nhìn rõ ràng, coi như làm không được, thiên đạo thư viện xuất mã, mọi việc cũng đều thuận lợi. Đơn giản đến cực điểm. Đã có biện pháp này, ta cũng muốn khảo hạch. Tô trưởng lão còn chưa kịp trả lời, phá hư vương ở một bên cũng mở miệng. Ngươi cũng muốn. Nghe hắn muốn tiếp tục khảo hạch, mọi người đều run rẩy. Đúng vậy. Phá hư vương gật đầu. Ha ha, vị bằng hữu này, thật ra thì để đám người Tô trưởng lão giúp ngươi xin, đã không cần khảo hạch, cần gì lại phiền toái như vậy. Thấy hắn khăng khăng muốn khảo hạch, Trương Huyền nhịn không được an ủi một câu. Đã có thể xin, cần gì phí nhiều chuyện như vậy. Giúp xin huy chương, như là người khác bố thí, danh không chính, ngôn bất thuận. Phá hư vương xua tay. Tổng bộ của công hội trận pháp sư ban bố huy chương, chứng minh đã công nhận. Làm sao có thể danh bất chính, ngôn bất thuận. Nói đến đây, Trương Huyền cười cười, cổ tay khẽ đảo, lấy ra huy chương của mình. Ngươi nhìn, huy chương trận pháp sư thất tinh này của ta, là Thanh Nguyên Đế quốc trận pháp sư công hội Hàn hội trưởng giúp xin,
ta cũng không có tham gia khảo hạch. Cái này, Phá Hư Vương nhíu mày. Loại xin này hẳn là rất khó a. Trực tiếp đạt được tư cách xin, khẳng định không dễ dàng, vị trước mắt này có thể để cho hội trưởng của trận pháp sư công hội giúp, chẳng lẽ cũng giống như mình, là thiên tài siêu cấp. Đúng là không quá dễ dàng, xin thật rất khó. Trương Huyền cảm khái một tiếng, cổ tay lật qua, lấy một đống huy chương, bày ra từng cái. Ngươi nhìn ta, huy chương ma âm sư thất tinh này, xin, huy chương luyện D8 an sư thất tinh, xin, huy chương thư họa sư thất tinh, xin, huy chương kinh hồng sư thất tinh. Xin, huy chương giám bảo sư thất tinh, xin, huy chương y sư thất tinh, xin. Phá Hư Vương. Tất cả trưởng lão. Trần Nhạc Giao. Chương 2483, em gái ngươi, 1. Khụ khụ, Trương Sư, ngươi thu lại huy chương đi. Tô trưởng lão che ngực, không muốn đi nhìn, đều là người gì a? Xin, giống như tiến cử vào một học viện nào đó vậy, người khác thu hoạch được muôn vàn khó khăn. Kẻ trước mắt này ngược lại tốt, tùy tiện lấy ra một đống, đều con mẹ nó là xin. Chẳng lẽ đều không cần khảo hạch, mấu chốt là, mới vừa nói xin rất khó, liền lấy ra nhiều như vậy. Người đây là khó sao? Sao cảm giác giống như cố ý khoe khoang vậy? Đây đều là xin. Phá Hư Vương nhanh chóng thở hổn hển hai cái, cũng trợn tròn trong mắt. Người đây là phá hủy bao nhiêu thứ, mới được loại đãi ngộ này a? Hắn phá hủy nơi này 3 lần. Vừa rồi lại phế bỏ bậc thang trận pháp của người ta. Lúc này Tô trưởng lão mới giúp xin, chẳng lẽ tên này cũng giống như hắn, phá đến người khác sợ. Phá, ta không phải Phá Hư Vương. Trương Huyền liên tục xua tay. Ta rất thành thật, có thể được những thứ này, đều dựa vào nhân cách mị lực. Nhân cách mị lực, ta không tin, không phá, vì sao phải giúp ngươi xin. Vậy ngươi nói một chút, huy chương trận pháp sư thất tinh này. Vì sao Hàn hội trưởng của Thanh Nguyên đế quốc phải giúp ngươi xin? Phá Hư Vương không tin. Đây là bọn họ gặp được một phong ấn bát tinh, không cách nào phá giải, ta đi qua chọc một lỗ thủng, mới được công nhận. Nhớ lại tình cảnh gặp Hàn hội trưởng, ở trước cửa Khâu Ngô Cung, nghĩ biện pháp phá hủy phong ấn ngăn ở trên miệng núi lửa, lúc này mới đánh nhau quen biết. Phá vỡ phong ấn, cái này cùng phá hoại có gì khác nhau? Phá Hư Vương nhếch miệng. Vậy huy chương luyện đan sư thất tinh thì sao? Đây là ta biện đan, nói đến hội trưởng của luyện đan sư công hội ở Thanh Nguyên đế quốc không lời phản bác, toàn bộ luyện đan sư công hội của Hồng Viễn danh sư học viện bị phế. Mới lấy được. Lông mày Trương Huyền nhảy một cái. Vậy huy chương dám bảo sư thất tinh? Ta dám định một bức thư họa, bỏ đi một tầng, phân biệt ra vấn đề. Thanh âm của Trương Huyền chậm chạp. Huy chương ma âm sư thất tinh thì sao? Tất cả tiên hạc khảo hạch đều bị làm ngất, hạc không đủ, tưởng viện trưởng giúp ta xin. Khóe miệng Trương Huyền co giật, đã không nói ra được. Mặc dù hắn không có điên cuồng phá, nhưng mà làm sao cảm giác, tình huống so với đối phương còn muốn xấu xa. Vốn đang cảm thấy mình là người tốt, nói, ngược lại cảm thấy còn không ra gì hơn đối phương. Ngươi còn nói không có phá. Phá Hư Vương không hỏi thêm nữa, khóe miệng cong lên. Đúng rồi. Vừa rồi ta nghe bên kia ầm ầm một tiếng, sau đó các ngươi tới, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Kiểm tra thực lực, không cẩn thận, làm sập tòa cung điện kia. Trương Huyền xấu hổ. Phá Hư Vương bĩu môi. Đây là nhân cách mị lực của ngươi. Ta. Trương Huyền nói không ra lời. Vốn đang tràn đầy tự tin, cảm thấy người khác giúp mình xin, là bởi vì mình ưu tú, chẳng lẽ cũng giống như đám người Tô trưởng lão, là sợ mình phá hư. Nhưng mình thật không phải cố ý a. Quay đầu nhìn, muốn đám người Tô trưởng lão phân xử, chỉ thấy thân thể mấy vị trưởng lão này lay động, từng cái mặt tái xanh. Không phải bọn họ sợ hãi, mà là, tới một tên phá hư cuồng thì thôi, hai cái đều là đức hạnh như vậy, địa điểm khảo hạch của trận pháp sư bọn họ, đến cùng trêu ai ghẹo ai a. Có thể qua một ngày yên tĩnh hay không? Tô trưởng lão, ngươi nhanh chóng xin tổng bộ đi, ta ý định khảo hạch đạt được huy chương. Trương Huyền buồn bực, nhịn không được nói. Hắn thật chỉ muốn khảo hạch, không muốn làm loạn. Khó trách vị Phá Hư Vương trước mắt này không nguyện ý người khác xin huy chương, lấy ra, danh khí quả thực không tốt lắm. Ta kiểm tra cùng hắn. Phá Hư Vương chen vào nói. Tô trưởng lão gật đầu, xoay người rời khỏi. Bố trí trận pháp khảo hạch mà nói, chỉ là phiền phức, sẽ không tạo thành phá hư quá lớn, hẳn có thể tiếp nhận. Thời gian không dài liền đi trở về.
đây là trận đồ cấp 8 nhập môn ta mới xin từ tổng bộ tới, các ngươi có thể học tập 3 ngày, chỉ cần trong vòng 3 tháng bố trí ra trận pháp, coi như thông qua. Nói xong, bàn tay của Tô trưởng lão duỗi ra, một cái trận đồ chậm rãi bay tới, huyền phù ở trước mặt hai người. Cực kỳ phức tạp, yêu cầu đối với môi trường rất cao, mặc dù là trận đồ cấp 8 nhập môn, nhưng khó hơn trận pháp thất tinh đỉnh phong rất nhiều. Đơn giản hơn của Trần Nhạc Giao nhiều, rất dễ dàng bố trí. Nhìn một cái, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn là trận pháp sư thất tinh, nhưng lý giải trận pháp đã gần như ngang hàng bát tinh sơ kỳ, trận pháp phức tạp là rất khó hoàn thành, nhưng loại cấp độ nhập môn này vẫn tương đối nhẹ nhõm. Ha ha, ta đọc sách tương đối nhanh, xem ra ta sẽ bố trí trước. Trong lòng đang cảm khái, liền nghe Phá Hư Vương ở một bên hưng phấn cười to. Ngươi đọc sách nhanh. Thấy hắn hưng phấn như thế, Trương Huyền quay đầu. Đúng vậy, trận pháp này, mặc dù phức tạp, nhưng mà lấy năng lực của ta, chỉ cần nửa ngày liền có thể xem xong, hơn nữa triệt để lý giải. Phá Hư Vương tự tin nói. Có thể ở chừng 30 tuổi liền nắm giữ thực lực mà ngay cả Tô trưởng lão cũng khó chống lại, thiên phú của hắn không cần bàn cãi, tự nhiên cũng có tự tin tuyệt đối. Ngươi thì sao? Phá Hư Vương tràn đầy tự tin nói xong, cười khanh khách nhìn qua, trong mắt như mang theo hương vị khảo nghiệm. Tên này giống như hắn, đều ưa thích Phá Hư, vừa vặn cùng đi khảo hạch trận pháp sư bát tinh, trong lòng sinh ra so sánh, muốn nhìn xem bằng vào thực lực, ai có thể bố trí trận pháp này ra trước, thuận lợi thông qua khảo hạch. Ta! Trương Huyền trần chờ một chút, không có trực tiếp trả lời, mà nhìn về phía Tô trưởng lão. Có trận kỳ bố trí trận pháp này không? Đã chuẩn bị xong. Không biết vì sao hắn hỏi như vậy, Tô trưởng lão khẽ đảo cổ tay, trên mặt đất lập tức nhiều ra một đống trận kỳ, tất cả đều đạt đến cấp 8. Đa tạ. Trương Huyền nhẹ nhàng cười, bàn tay chào một cái, trận kỳ lập tức lăng không bay lên, ngón tay búng ra. Rầm. Mấy trăm cây trận kỳ lập tức gào thét bay ra ngoài, từng cái thẳng tắp đâm vào bốn phía. Đây là muốn làm gì? Chương 2484, em gái ngươi 2. Thấy hắn ném trận kỳ, tất cả mọi người đều có chút choáng váng, không biết muốn làm cái gì. Không để ý tới mọi người kinh ngạc, Trương Huyền lười nói nhảm, lùi về phía sau mấy bước, đột nhiên bàn chân đạp mạnh. Ông! Một tiếng nổ vang, khu vực trận pháp bao phủ lập tức sinh ra sương mù dày đặc, trận pháp cấp 8 nhập môn. Khởi động! Được rồi! Trương Huyền vỗ tay một cái. Ta đã bố trí xong. Phá Hư Vương! Đám người Tô trưởng lão! Trần Nhạc Giao. Khụ khụ. Qua nửa ngày, đám người Tô trưởng lão mới tính hồn, dọc theo trận pháp hắn mới vừa bố trí quay một vòng, xác định nhiều lần, không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới gật đầu. Trương sư quả thực hoàn thành trận pháp này, thông qua khảo hạch trận pháp sư bát tinh. Phá Hư Vương như không thở nổi. Vốn muốn cùng đối phương khảo hạch, đả kích đối phương một chút, để hắn biết lợi hại, kết quả. Mình bị đả kích. Hắn còn chưa xem xong nội dung trong trận đồ, đối phương liền bố trí ra trận pháp. Tốc độ cũng quá nhanh đi. Được rồi, ta không bố trí, Tô trưởng lão, giúp ta xin đi. Bàn tay vẫy một cái, Phá Hư Vương khẽ nói. Cái này, được rồi. Tô trưởng lão gật đầu. Trước đó đã đáp ứng đối phương, không muốn thì tốt nhất, bọn họ cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Đa tạ. Phá Hư Vương nhẹ gật đầu, tay vẫy một cái. Nơi này tổn thất, ta sẽ sai người tới đền bù, bậc thang trận pháp cũng sẽ tìm người giúp xây dựng lại. Vậy làm phiền. Nghe được nói như vậy, đám người Tô trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Trương Huyền cũng âm thầm gật đầu, còn nghĩ đối phương thật sự là hung hăng càn quấy, không nói đạo lý, hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Không cần khách khí. Phá Hư Vương quay đầu nhìn lại. Người gọi Trương Huyền. Vâng. Trương Huyền gật đầu. Tân sinh năm nay tới a, nếu không, không có khả năng chưa từng nghe qua. Phá Hư Vương nhíu mày. Trong nháy mắt bày trận, cường đại như thế, nếu như sớm tới, hắn khẳng định đã nghe qua. Đúng vậy. Không sai, có thiên phú, có thực lực, còn không kiêu không gấp, khiêm tốn giống như ta, hợp khẩu vị của ta. Phá Hư Vương thỏa mãn nhẹ gật đầu. Khách khí. Trương Huyền cười cười. Thực lực của đối phương bày biện ở nơi đó. Vừa nhìn liền biết cực kỳ không đơn giản. Có thể quan hệ thân thiết với người như vậy, khẳng định không phải chuyện xấu. Ta đi trước, về sau muốn khảo hạch những nghề nghiệp khác, có thể gọi ta một tiếng,
không ít chức nghiệp ta đều có quan hệ, bọn họ đều sẽ cho ta mặt mũi. Phá Hư Vương dặn dò. Trương Huyền không ngừng gật đầu. Nói xong, Phá Hư Vương rất hài lòng đi ra ngoài. Thấy hắn đi xa, Trương Huyền nghi ngờ nhìn về phía đám người Tô trưởng lão cách đó không xa, truyền âm qua. Tô trưởng lão, không biết vị Phá Hư Vương này là thiên tài nhà nào. Có thể ép bọn hắn chịu thiệt, không dám nhiều lời, tuy thực lực rất trọng yếu, càng quan trọng hơn là, sau lưng tất nhiên có một thế lực bá chủ. Nếu không khẳng định sớm đã bị Thánh Tử Điện khai trừ, làm sao có thể cho phép thái độ như thế? Hắn, ngươi không nhận ra. Tô trưởng lão không còn gì để nói. Trò chuyện vui vẻ như vậy, ngay cả biết cũng không biết. Trương Huyền lắc đầu. Lạc gia, Lạc Huyền Thanh. Tô trưởng lão nói. Thánh nhân Lạc gia. Trương Huyền sững sờ. Đang muốn tìm người Lạc gia, không nghĩ tới vị này chính là, trẻ tuổi như vậy liền có loại thực lực này, địa vị ở Lạc gia hẳn cũng không thấp a. Nghĩ đến cái này, vội vàng hỏi thăm. Không biết vị Lạc Huyền Thanh này, ở Lạc gia có thân phận gì? Thân phận gì? Thấy hắn quả nhiên không biết, Tô trưởng lão bất đắc dĩ. Hắn là con trai thứ 6 của Lạc gia gia chủ, nếu như ngươi không biết hắn là ai, vị tiểu công chúa nổi danh Lạc gia kia, hẳn phải biết a. Chính là muội muội của hắn, nếu không, ta chỉ nói một câu nói nhảm, cũng không đến mức bị đánh một trận tơi bời. Hắn là ca ca của Nhược Hy, anh vợ. Trương Huyền cứng ngắc tại chỗ, vội vàng quay đầu, thấy vị Phá Hư Vương Lạc Huyền Thanh kia còn chưa đi xa, nhịn không được hô lên. Đại cửu, Lạc Huyền Thanh, Lạc huynh. Nghe được tiếng la, Lạc Huyền Thanh nhíu mày xoay người lại. Thấy hắn quay đầu, nghĩ đến lập tức có thể biết tin tức của Nhược Hy, Trương Huyền tràn đầy kích động, nhịn không được mở miệng. Muội muội ngươi, muội muội ngươi. Lời còn chưa dứt, Lạc Huyền Thanh gầm thét một tiếng, đã xuất hiện ở trước mắt, một cái nắm đấm mạnh mẽ đập ở trên mặt. Bành. Trương Huyền bay ngược ra ngoài, đầu cắm ở trên vách tường. Ầm, rầm. Vừa rồi bị Tô trưởng lão va một phát, hiện tại cũng không chịu nổi, cung điện rầm rầm sụp đổ. Chương 2485, gặp lại Triệu Nhã một. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, tha cho ngươi một lần, còn dám mắng ta, liền giết ngươi. Lạc Huyền Thanh đánh bay Trương Huyền xong, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, thời gian nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, không thấy tung tích. Trương Huyền xoa xoa đầu, từ trong phế tích bò ra, muốn ngăn lại, nhưng biết không đuổi kịp, mặt mũi im lặng. Ta thật chỉ là muốn hỏi tin tức của Lạc Nhược Hy một chút, cũng không phải là muốn mắng ngươi. Càng không nghĩ đến mắng muội muội ngươi a hát, còn kích động như vậy ư. Hít sâu một hơi, vận chuyển thiên đạo chân khí khôi phục thương thế, cảm giác tràn đầy chán chường. Thực lực vẫn là quá thấp. Vừa rồi đối phương nháy mắt đi tới trước mặt, ngay cả phản ứng cũng không có, liền bị khóa lại thân thể, lời nói cũng nói không ra. Nếu như thực lực mạnh hơn chút, liền không đến mức bị động như vậy, bị người ta đập phát chết luôn. May mắn, đối phương hạ thủ lưu tình, nếu không, đầu khẳng định bảo. Cái này gọi chuyện gì? Lần đầu tiên gặp anh vợ, bị một quyền đánh bay. Phải nhanh tu luyện một chút, ngay cả anh vợ cũng đánh không lại, làm sao đi Trương gia cướp cô dâu. Buồn bực một hồi, ánh mắt lần nữa kiên định. Vì anh vợ này, ở Lạc gia chỉ là vãn bối, đã mạnh mẽ như vậy. Trương gia là đệ nhất gia tộc, đương nhiên lợi hại hơn, thật muốn cướp cô dâu, nhất định phải đuổi trước tháng tư sang năm, thuận lợi phá giải phong ấn trên điện chủ lệnh, trở thành điện chủ chân chính mới được. Như vậy, bất kể thân phận hay thực lực, mới có thể để cho Trương gia kiêng kỵ, Lạc gia thuyết phục. Trương sư, ngươi, đang trầm tư, bên tai vang lên thanh âm hỏi thăm, quay đầu nhìn, chỉ thấy Trần Nhạc Giao tràn đầy lo lắng. Đầu không có sao chứ? Bị Phá Hư Vương Lạc Huyền Thanh đánh trúng đầu, tỉnh lại liền ngẩn người, cũng khó trách nàng lo lắng. Không có việc gì. Lắc đầu, Trương Huyền nhìn về phía mấy vị lão giả cách đó không xa. Chư vị trưởng lão, hiện tại ta trở thành trận pháp sư bát tinh, có thể quan sát thư tịch trận pháp bát tinh không? Không biết nơi nào có, còn muốn làm phiền dẫn đường một chút. Thực lực cũng không phải một ngày liền có thể đi đến, đã khảo hạch xong, trước hoàn thành phụ tu trận pháp sư lại nói. Như vậy cũng chuẩn bị cho khảo hạch danh sư bát tinh về sau. Đọc sách, đi theo ta. Tô trưởng lão nhẹ gật đầu. Nhạc Giao tiên tử, người đi về trước đi, ta xem sách xong, sẽ tìm được phương pháp bố trí trận pháp, liền đi qua tìm ngươi. Trương Huyền nói. Được. Trần Nhạc Giao cười cười, xoay người rời khỏi.
theo sát ở sau lưng Tô trưởng lão, Trương Huyền vòng qua mấy cái hành lang, đi tới trước một điện đường. Đây là thư tịch liên quan tới trận pháp bát tinh, người còn chưa có lệnh bài, đây là thủ lệnh một lần duy nhất của ta, cầm có thể tiến vào bên trong, tùy tiện lật xem. Tô trưởng lão gật đầu. Mặc dù không biết vì sao vị trước mắt này muốn xem sách vào lúc này, nhưng chuyên cần học tập lúc nào cũng là chuyện tốt. Đa tạ. Nhận lấy thủ lệnh, Trương Huyền nhấc chân đi vào phòng. Giống như công hội khác, bên trong lít nha lít nhít thư tịch, mặc dù kém danh sư đường, nhưng mỗi một cuốn càng có giá trị. Con mắt đảo qua từng hàng. Không đến nửa canh giờ, tất cả sách trong phòng đều bị thu chép xong. Chính xác. Trong đầu quát khẽ, thư viện lay động kịch liệt, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt. Ngón tay điểm một chút, kiến thức ẩn chứa trong đó lập tức chảy vào trong óc. Học tập A. Quay một vòng, tìm một chỗ yên tĩnh, Trương Huyền ngồi xuống, lâm vào trong học tập điên cuồng. Trận pháp bát tinh, khó khăn hơn thất tinh nhiều lắm, nhất là trận pháp truyền tống, dính dáng lĩnh ngộ không gian, muốn bố trí, thực lực không đủ, cho dù biết trận đồ cũng làm không được. Bất quá, hắn chỉ là học tập kiến thức, cũng không phải nhất định cần bố trí truyền tống trận, ảnh hưởng cũng không lớn. Sau hai canh giờ, xoa xoa mi tâm đứng lên. Quả nhiên rất khó. Bình thường một canh giờ liền gần như học xong, lần này thời gian lại tăng lên gấp đôi. Trương Huyền than thở một tiếng. Hao tốn hai canh giờ mới học xong, thực sự quá khó khăn. Nếu không phải tâm tính của mình tốt, lâu như vậy, khả năng sẽ không kiên trì nổi. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Trương Huyền tiêu hóa kiến thức vừa mới học được, rất nhanh liền tràn đầy rung động. Không hổ là thiên đạo trận pháp bát tinh, học tập kiến thức trong đó, lý giải trận pháp tăng vọt một đoạn dài. Luận kiến thức đơn thuần, đã có thể so với trận pháp sư bát tinh đỉnh phong. Nhưng thực lực của hắn chỉ có xuất khiếu cảnh sơ kỳ, muốn bố trí một chút trận pháp lợi hại, vẫn không cách nào làm được. Hai canh giờ điên cuồng học tập, để hắn tràn đầy mỏi mệt. Trận pháp càng cao cấp sẽ càng rườm rà, cần các loại tính toán, không chỉ yêu cầu thực lực, đối với trí tuệ cũng có yêu cầu cực lớn, nếu không phải thiên phú của hắn tốt, muốn học xong nhanh như vậy, chỉ sợ cũng làm không được. Chương 2486, gặp lại Triệu Nhã 2. Trận pháp kia của Trần Nhạc Giao, có thể nhẹ nhõm bố trí. Mặc dù mệt mỏi, trong mắt lại phóng ra vẻ hưng phấn. Lý giải trận pháp tăng vọt đến bát tinh đỉnh phong, trận pháp kia của Trần Nhạc Giao, ở trong mắt đã không còn bí mật, có thể tùy tiện bố trí ra. Ở tại chỗ điều chỉnh một hồi, cảm giác tinh khí thần hoàn toàn khôi phục, lúc này mới đi ra tàng thư khố, dựa theo ký ức, đi đến nơi ở của mình. Thời gian không dài, đi tới trước mặt, không có vào tiểu viện của mình, mà đi tới tiểu viện của Trần Nhạc Giao, gõ cửa một cái. Mời vào. Bên trong vang lên thanh âm thanh thúy của Trần Nhạc Giao. Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy nữ hài yên tĩnh đứng ở giữa viện, thân thể bày thành một tư thế cổ quái, có lồi có lõm, hiển lộ ra dáng người cao ngất, huyệt đạo toàn thân mở ra, không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa. Nhìn một cái, Trương Huyền biết. Đây là một phương pháp lúc trước hắn sửa chữa trong âm quyết, có khả năng tăng thêm tốc độ hấp thu linh khí, còn có thể hóa giải tai họa ngầm do âm dương mất cân đối mang tới. Thường xuyên rèn luyện, càng có thể để cho dáng người của nữ hài trở nên hoàn mỹ. Động tác của đối phương tiêu chuẩn, chỉ liếc mắt nhìn liền biết bình thường rèn luyện không ít. Trương sư, người tìm được phương pháp rồi. Chậm rãi thu hồi động tác, Trần Nhạc Giao mỉm cười, giống như trăng tròn chiếu sáng không gian. Không thể không nói, dung mạo của Trần Nhạc Giao không tầm thường, không kém đám người Hồ Yêu Yêu chút nào. Nếu không, cũng không có khả năng dẫn đến Trương Khiêm đặc biệt tới lấy lòng. Người xem ở nơi nào bố trí thuận lợi nhất. Trương Huyền nói, đối phương có xinh đẹp hay không, không quan trọng, trọng yếu nhất là sắp liên hệ được Triệu Nhã. Ngay ở gian phòng kia đi. Trần Nhạc Giao chỉ, tiểu viện của học viên Tinh Anh có mấy gian phòng. Có thể làm chỗ tu luyện hoặc tiếp khách. Địa phương nàng chỉ, chính là gian phòng sát phòng ngủ của nàng. Được. Quay quanh gian phòng một vòng, minh lý chi nhãn của Trương Huyền lóe lên, một lát sau nhìn qua. Có trận kỳ cấp 8 không? Có. Ngón tay búng một cái, đưa tới mấy trăm cây trận kỳ. Đi. Trương Huyền quát khẽ, trận kỳ lơ lửng, từng cây trận kỳ nhanh chóng tản ra bốn phía, thời gian nháy mắt cắm vào vị trí chỉ định. Tìm đúng vị trí, bàn chân đạp mạnh. Ông! Trận pháp lập tức vận chuyển. Ngọc bài đưa tin đâu? Kiểm tra một lần, phát hiện không có vấn đề gì, Trương Huyền kích động nhìn qua.
Trần Nhạc Giao xòe bàn tay ra, một cái ngọc bài bay đi, nhẹ nhàng rơi vào chính giữa trận pháp. Nàng tiêu tốn mấy tháng mới có khả năng bố trí ra, nói rõ ở trận pháp cũng đạt tới bát tinh, đương nhiên có thể tùy tiện phân biệt ra được trận tâm ở vị trí nào, đặt ngọc bài ở chỗ đó, uy lực càng lớn. Ông! Ngọc bài rơi vào trận tâm, trận pháp lắc lư một cái, lóe ra ánh sáng ôn nhuận, giống như liên tiếp đến địa phương rất xa. Biết thanh niên trước mắt rất vội, Trần Nhạc Giao cũng không nói nhảm, đi tới trước mặt, ngón tay điểm mấy lần, truyền qua một tin tức. Ông! Thời gian không dài, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, sau đó trận pháp lay động, ở trước mắt tạo thành một mâm tròn. Phía trên bay lên sương mù, một khuôn mặt mỹ lệ làm người ta thán phục chậm rãi hiện lên. Triệu Nhã! Hơn nửa năm không thấy, lúc này nữ hài hoàn thiện hơn trước kia rất nhiều, từ trong ra ngoài, tản mát ra khí chất ưu nhã, nhất là dung mạo, dù còn có thể nhìn ra hình dáng trước kia, lại trở nên càng thêm mỹ lệ, như nhân vật trong tranh, nhìn lên một cái, liền kìm lòng không được ngừng thở. Quá đẹp, mỗi một chỗ, đều giống như thiên công điêu khắc, tìm không ra thiếu hụt mảy may. Trước đó Triệu Nhã đã xinh đẹp hơn đám người Hồ Yêu Yêu, sau khi kích hoạt thể chất, càng đạt đến đỉnh phong, so với Lạc Nhược Hy không có ngụy trang cũng không hề yếu. Trương sư, người cùng thiếu cung chủ trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Biết thầy trò gặp mặt, tất nhiên có không ít lời muốn nói, Trần Nhạc Giao lui về phía sau, xoay người rời khỏi phòng. Lão sư, thật sự là người đến Thánh Tử Điện. Nàng vừa rời đi, nữ hài trong kính cũng nhìn không được nữa, vội vàng hô lên, hốc mắt hơi ửng hồng. Nhìn thấy học sinh trở nên càng thêm mỹ lệ, Trương Huyền biết Băng Nguyên Cung không có bạc đãi, khẳng định là hao tốn đánh đổi to lớn, trợ giúp kích hoạt thể chất, trong mắt tràn đầy vui mừng. Trước đó không thấy, chỉ cảm thấy có vô số lời muốn hỏi thăm, chân chính nhìn thấy, lại phát hiện một chữ cũng nói không ra. Tất cả tình cảm, tất cả trông đợi, đều chảy xuôi ở trong lòng, không biết nên hỏi thăm như thế nào. Nhẫn nhịn rất lâu, lúc này mới nhìn kỹ nữ hài trong gương, từng theo ở phía sau không ngừng hô sư phụ, thanh âm của Trương Huyền mang theo ngập ngừng cùng lo lắng. Triệu Nhã, trò, có khỏe không? Chương 2487, Thông Đạo Khôi Lỗi 1. Tôn Cường, người đi tìm hiểu một chút, có đồ vật như đan dược, linh dịch, hoặc linh thạch vượt qua tinh nguyên thượng phẩm không, thuận tiện hỏi rõ ràng giá cả, ta muốn mua sắm. Trong sân, Trương Huyền phân phó một tiếng. Sau khi trò chuyện với Triệu Nhã một hồi, liền trở lại chỗ ở. Tôn Cường làm quản gia của hắn, lần này cũng đi theo, dù sao tiểu viện của Thánh Tử Điện tương đối rộng, ở mấy người cũng không chật. Vâng. Tôn Cường gật đầu, lui ra ngoài. Có thể đi vào lớp tinh anh, hầu như đều là nhân vật trọng yếu của các thế lực lớn, loại người này, trọng yếu nhất là tu luyện, việc vặt sinh hoạt đều sẽ có người chuyên môn phụ trách, thật giống như bên cạnh Trương Khiêm có Trương Dụ vậy. Tôn Cường làm quản gia, chỉ cần đăng ký trình báo, sẽ có khả năng lấy được huy chương, đi vào Thánh Tử Điện, mà không bị trận pháp công kích. Nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện. Thấy hắn rời khỏi, Trương Huyền lắc đầu. Cùng Triệu Nhã nói chuyện phiếm, phát hiện học sinh của mình chỉ hơn nửa năm không thấy, tu vi đã đạt đến thánh vực thất trọng. So với hắn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Ngay cả học sinh cũng không bằng, anh vợ thì một quyền đánh bay hắn. Loại thực lực này, làm sao để Lạc Nhược Hy gả cho mình? Không nhanh chút tăng lên, không sánh bằng bạn gái, không sánh bằng học sinh, ngay cả thuộc hạ cũng không phải đối thủ. Thậm chí ngay cả phân thân cũng có thể nhẹ nhõm ngược đãi hắn, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy mất mặt. Từ trước đến nay, đều cảm giác thiên phú không tồi, tốc độ tu luyện không chậm, giờ phút này mới phát hiện. Không là cái gì cả. Bên cạnh hắn, từng người đều quá biến thái. Bởi vậy vừa đến, liền an bài Tôn Cường đi tìm bảo vật ẩn chứa năng lượng càng cao hơn. Giờ phút này, thiếu nhất chính là thứ đó. Nhanh chóng tăng lên, có hai phương án. Tôn Cường ra ngoài, Trương Huyền thì đỡ cằm trầm tư. Thứ nhất, tìm kiếm công pháp bí tịch của xuất khiếu cảnh, lĩnh vực cảnh, hình thành thiên đạo công pháp, nhanh chóng học tập. Thứ hai, tìm kiếm pháp quyết tu luyện liên quan tới linh hồn, ngưng tụ thiên đạo vu hồn, để nguyên thần trở nên mạnh hơn, hai thứ này, bất kể cái nào, cũng có thể làm cho thực lực bạo tăng. Đương nhiên, có thời gian, còn cần tìm kiếm đồng kỹ tu luyện ánh mắt, bổ sung cửu u thần đồng, không tu luyện được cái này, sẽ không cách nào trở thành điện chủ danh chính ngôn thuận. Tu luyện đơn giản là chân khí, nguyên thần, hiện tại hắn chỉ có một bộ phận công pháp của xuất khiếu cảnh, pháp quyết lĩnh vực cảnh thấy đều chưa thấy qua, nhất định phải tăng thêm tốc độ.
lấy thân phận ngọc bài ra nhìn một hồi, âm thầm gật đầu. Muốn quan sát công pháp bí tịch, cần sức chiến đấu đạt tới cảnh giới nhất định, cũng chính là thông qua thông đạo khôi lỗi. Ở đây kiên trì thời gian càng dài, có khả năng quan sát công pháp sẽ càng lợi hại. Quy củ của Thánh Tử Điện khác biệt danh sư đường, danh sư học viện trước đó gặp qua. Muốn xem công pháp, bí tịch, đầu tiên cần nhìn lực chiến đấu của ngươi đạt đến cảnh giới gì. Sức chiến đấu cùng cấp bậc càng mạnh, lấy được bí tịch sẽ càng lợi hại, phù hợp lý niệm tùy theo tài năng tới đâu mà dạy của Khổng sư. Công pháp tốt, truyền cho tầm thường, không cách nào luyện thành không nói, còn hại đối phương. Thật giống như kiếp trước, đưa xe thể thao tốt nhất cho nửa vời, không phải ý tốt, mà là giết người. Bởi vậy, thông đạo khôi lỗi phân cấp sức chiến đấu, chính là vì kiểm nghiệm thực lực của người tu luyện, cấp bậc tới rồi, bí tịch đối ứng cũng chuẩn bị xong, đẳng cấp khác biệt, để tu luyện giả có thể phát huy sở trường của mình, học tập tốt hơn. Thông đạo khôi lỗi, chia làm 10 cấp giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, mỗi một cái đều có công pháp đối ứng, phân loại rõ ràng. Bởi vì phân cấp quá nhiều, chủng loại và số lượng công pháp liền bị triệt để tách ra. Mà ta, muốn là số lượng. Trương Huyền nhíu mày. Hắn không có yêu cầu quá lớn với đẳng cấp công pháp cao thấp. Bởi vậy, cái gọi là diễn không thiên thư, cửu u thần đồng. Thời điểm lấy được, cũng không có quá nhiều hưng phấn, ngược lại ghét bỏ. Không phải ra vẻ thanh cao, mà là công pháp tinh diệu nữa cũng có thiếu hụt, để cho người ta khó mà vào miệng, kém xa tìm 1000 bản thư tịch bình thường, hình thành thiên đạo pháp quyết. Phương thức đạt được công pháp ở Thánh Tử Điện, là phân ra đẳng cấp, năng lực của tu luyện giả. Nhưng đối với hắn mà nói lại có chút không tốt lắm. Trước tất cả bí tịch chất thành một đống, liếc mắt qua, liền có thể tập hợp đủ toàn bộ, mà bây giờ, phân tán đến từng thông đạo, muốn sửa sang lại sẽ không dễ dàng như vậy. Không nghĩ nhiều như vậy, trước đi qua nhìn một chút. Dầu dĩ một hồi, nghĩ không ra phương pháp, đành phải lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đẩy cửa đi ra tiểu viện. Thông đạo khôi lỗi, thuộc về một loại khảo hạch thí luyện, nên ở nghĩa điện. Tìm người hỏi thăm một chút, thời gian không dài, liền đi tới trước mặt, một chữ nghĩa to lớn xuất hiện ở trước mắt, cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt chữ chí. Chữ chí để cho trong óc người ta sinh ra ánh sáng, trường kỳ quan sát, trí tuệ sinh sôi, tinh thần càng thêm sáng sủa. Mà cái này, nhìn một hồi, sẽ làm tâm cảnh của người bao la, trước kia có ưu sầu buồn bực, tất cả đều tan thành mây khói, càng quan trọng hơn là tình bằng hữu, tình huynh đệ tuôn vào lòng, triền miên trùng điệp, không ngớt không dứt. Kiểu chữ thoạt nhìn đơn giản, lại cho người cảm giác hào khí ngất trời, bằng lòng rong ruổi xa trường. Vị trí của nghĩa là cực kỳ đặc thù. Trương Huyền lẩm bẩm, từ trong tâm cảnh hoảng hốt khôi phục lại. Cái chữ nghĩa này, mục đích là vì để cho nhân tộc liên hợp, không còn ngăn cách nữa. Không cần đoán, cũng biết là Khổng sư lưu lại. Nếu không, không có khả năng để cho mình thất thần như vậy, đưa đến loại hiệu quả này. Chủ nhân, nếu ta nuốt chữ này, tu vi có thể tiến nhanh. Thanh âm của ngoan nhân vang lên, đồng thời còn có tiếng chảy nước miếng. Đi qua một bên chơi. Không thèm để ý ra hỏa ngày ngày chỉ muốn ăn này nữa, nhấc chân đi vào. Thông đạo khôi lỗi ở một góc của nghĩa điện, là con đường liên tiếp vài cung điện, Trương Huyền nhìn một vòng, tìm được vị trí đối ứng xuất khiếu cảnh, đẩy cửa tiến vào. Chương 2488, thông đạo khôi lỗi 2. Hơi khác biệt không khí vắng vẻ khi khảo hạch trận pháp, có điều nhân số cũng không tính quá nhiều. Căn cứ trên ngọc bài ghi chép, khảo hạch thông đạo khôi lỗi, có thể cho mấy người đồng thời đi vào, đoán chừng đều đang tiến hành khảo hạch. Cũng không nghĩ nhiều, Trương Huyền đi tới trước đài. Ta muốn xông thông đạo khôi lỗi, học tập công pháp tu luyện xuất khiếu cảnh, phải làm những gì? Dù trên ngọc bài thân phận có viết một số việc liên quan tới thông đạo khôi lỗi, nhưng quy tắc chi tiết lại không kỹ càng. Giao nộp 100 tinh nguyên thượng phẩm, xem như phí báo danh, 10 cái thông đạo, chọn cái nào cũng được, bất quá nói trước cho người biết, lượng sức mà đi, không nên tự cao tự ngạo, nếu không rất dễ dàng bị khôi lỗi ở bên trong đả thương. Phục vụ viên là nữ hài khoảng 20 tuổi, thoạt nhìn có chút thanh tú, thấy hắn hỏi thăm, ngẩng đầu cười giải thích. Trương Huyền gật đầu. Độ khó khảo hạch khác biệt, thực lực của khôi lỗi đương nhiên sẽ không tương đồng, cấp bậc càng cao, độ khó càng lớn. Ta chọn. Lấy ra 100 viên tinh nguyên thượng phẩm đưa tới, chần chờ một chút, Trương Huyền đang nghĩ lựa chọn, một thanh âm nhàn nhạt ở cách đó không xa vang lên. Ta tuyển thông đạo chữ bính.
Làm phiền Thanh Vũ. Thanh âm thanh thúy, nghe vào trong tai hết sức thoải mái, quay đầu nhìn, chỉ thấy một nữ tử mặc váy dài màu tím nhạt, đứng ở cách đó không xa, bộ dáng khoảng 20 tuổi, khí tức thanh lãnh. Nữ tử này, không chỉ khí chất rất tốt, dáng người cùng dung mạo cũng không yếu, không kém Trần Nhạc Giao chút nào. Thủy sư tỷ, ngươi lại tới, thật đúng là chăm chỉ. Phục vụ viên tên Thanh Vũ kia ánh mắt sáng lên, cười cười, lấy ra một cái thẻ đưa tới. Đây là thẻ vượt quan của ngươi. Ừm. Nhẹ gật đầu, thân thể mềm mại của thủy sư tỷ xoay một cái, chậm rãi đi ra ngoài. Được rồi, vị sư huynh này, ngươi chọn cái nào? Thấy nàng rời khỏi, Thanh Vũ nhìn qua. Ta cũng tuyển thông đạo chữ bính đi. Dừng lại một chút, Trương Huyền gật đầu. Đã chia làm 10 thông đạo chữ giáp khẳng định là khó khăn nhất, thông đạo chữ quý đơn giản nhất, dù hiện tại chỉ là xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Nhưng sức chiến đấu chân chính, có thể so với lĩnh vực cảnh sơ kỳ, quá khó không dễ thông qua, quá đơn giản, công pháp thiếu hụt lại nhiều, nữ hải phía trước đã lựa chọn chữ bính, vừa vặn có thể quan sát thực lực của khôi lỗi, phán đoán sẽ càng chính xác. Thông đạo chữ bính, ngươi xác định. Chân mày của Thanh Vũ cau lại, tràn đầy kinh ngạc. Xác định. Trương Huyền gật đầu, cười nói. Làm sao vậy, có gì không đúng sao? Này thì không có. Nữ hài lắc đầu, nói. Thủy sư tỷ là học viên mấy năm trước tuyển vào lớp tinh anh, tu vi đã sớm đạt đến xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Dù vậy, liên tục xông thông đạo chữ bính một tháng cũng không có thông qua, người xác định. Muốn đi xông, nếu như không nhìn lầm, người mới. Xuất khiếu cảnh sơ kỳ A. Xuất khiếu cảnh đỉnh phong, xông một tháng. Trương Huyền tắc lưỡi. Còn tưởng khảo hạch của xuất khiếu cảnh đơn giản, nghe khẩu khí của đối phương, hẳn không dễ dàng như vậy A. Đúng vậy, thông đạo chữ giáp là khó nhất, khảo hạch là thiên tài đứng đầu nhất, thánh tử điện thành lập vài vạn năm, chỉ có giải rác mấy người thông qua, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù số lượng qua thông đạo ất chữ nhiều chút, nhưng tuyệt không vượt qua 100 người. Hai cái trước cũng khó như vậy, thông đạo chữ bính, có thể tưởng tượng ra được độ khó. Một năm cũng chưa chắc có người đi qua, người thông qua gần đây, là Lạc Gia tiểu công chúa. Người trực tiếp xông cái này, ta, không quá ủng hộ a. Thanh Vũ lắc đầu. Ba thông đạo giáp, ất, bính, thuộc về cửa ải đầu tiên, đã đạt đến tình trạng làm người ta hoảng sợ, đừng nói xuất khiếu cảnh sơ kỳ, coi như đỉnh phong, muốn thông qua cũng rất khó làm được. Ngươi vừa đến, một lần cũng không có xông qua, liền muốn xông cái này. Thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Lạc Gia tiểu công chúa xông qua. Trương Huyền sững sờ, mắt sáng rực lên. Vâng. Không nhìn ra vẻ mặt của hắn biến hóa. Thanh Vũ hảo tâm an ủi. Ý kiến của ta là, lấy thực lực của ngươi, tốt nhất trước xông thông đạo chữ quý, cái này đơn giản nhất. Mặc dù ngươi là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, nhưng chỉ cần sức chiến đấu mạnh, thiên phú không yếu, vẫn có cơ hội thông qua. Thông đạo chữ bính, đừng suy nghĩ. Đa tạ ý tốt, ta muốn thử một chút, không được sẽ trở lại. Trương Huyền lắc đầu. Nhược Hy xông qua, hắn khẳng định cũng muốn xông. Không được thì trở lại. Một khi kích hoạt. Khôi lỗi động thủ, rất dễ dàng bị thương. Thấy hắn không nghe khuyên can, Thanh Vũ cau mày. Ta biết, nhưng vẫn muốn thử xem. Biết đối phương là có ý tốt, Trương Huyền mỉm cười. Chương 2489, Thủy Sư Tỷ, cố lên. 1. Được rồi, bị thương đừng có hối hận. Thanh Vũ lắc đầu, trên mặt không vui, lấy ra một cái thẻ đưa tới. Thực sự không kiên trì nổi, liền bóp nát thẻ, khôi lỗi sẽ ngừng công kích. Đa tạ. Trương Huyền ôm quyền, xoay người đi về phía vị thủy sư tỷ kia sắp đi đến. Thật sự là không biết sống chết. Thấy hắn rời khỏi, Thanh Vũ hử lạnh. Làm sao vậy? Có một phục vụ viên đi tới, thấy nàng không vui liền cười nhìn qua. Không có gì, một gia hỏa xuất khiếu cảnh sơ kỳ, lại muốn xông thông đạo chữ bính, khuyên như thế nào cũng không được. Thanh Vũ lắc đầu. Xuất khiếu cảnh sơ kỳ, thông đạo chữ bính, không có bệnh chứ? Phục vụ viên mới tới há miệng, cực kỳ khó tin. Độ khó của thông đạo chữ bính, thân là nhân viên công tác của Nghĩa Điện, bọn hắn biết rất rõ ràng, không biết bao nhiêu thiên tài xuất khiếu cảnh đỉnh phong tới, cũng không công trở lại, một tiểu tử chỉ có xuất khiếu cảnh sơ kỳ, muốn đi xông. Đây là muốn chết sao? Có bệnh hay không ta không biết, có điều ta biết sắc tâm không nhỏ. Thanh Vũ khẽ nói. Sắc tâm. Phục vụ viên không hiểu. Vừa rồi thủy sư tỷ đi thông đạo chữ bính, hắn cũng muốn đi,
mục đích không phải không cần nói cũng biết sao. Thanh Vũ nói, cái này, phục vụ viên bừng tỉnh hiểu ra. Thông đạo khôi lỗi của Nghĩa Điện, chữ Nghĩa làm đầu, nhiều người khảo hạch, sẽ xuất hiện càng nhiều khôi lỗi, nhất định phải phối hợp lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau, mới có thể lấy được thắng lợi. Thấy Thủy Sư Tỷ vào thông đạo chữ Bính, cũng đi vào, rõ ràng là muốn đối phương chăm sóc, rút ngắn quan hệ. Thật là vô sỉ. Thông đạo khôi lỗi khảo hạch ở Nghĩa Điện, có thể một người, cũng có thể nhiều người. Một người khảo hạch là thực lực, nhiều người khảo hạch là phối hợp. Tên này thực lực bình thường liền tiến lên, rõ ràng là muốn phối hợp với Thủy Sư Tỷ, thừa cơ tăng tiến quan hệ. Thủy Sư Tỷ vóc người xinh đẹp, gia thế lại tốt, ở Thánh Tử Điện tên tuổi lẫy lừng, người đánh loại chủ ý này không biết bao nhiêu, nhưng dám quang minh chính đại như thế, vẫn là thứ nhất. Sắc tâm thật lớn. Đúng vậy, có điều thực lực quá yếu, cứ như thế chạy tới, chỉ sợ không những không để cho Thủy Sư Tỷ ưa thích, còn có thể bị chán ghét. Thanh Vũ mỉm cười. Thủy Sư Tỷ, liên tục tới một tháng, rõ ràng là muốn đơn độc khảo hạch thông qua, ngươi chạy tới phối hợp, để kế hoạch của nàng thất bại, mấu chốt nhất là còn cản trở. Không phản cảm là tốt lắm rồi, làm sao có thể có hảo cảm. Cũng phải, chờ xem, đoán chừng một lát nữa sẽ bị đánh gần chết trở về. Phục vụ viên cũng cười lên. Không biết nội dung hai người trò chuyện, Trương Huyền đi theo sau lưng vị Thủy Sư Tỷ kia, thời gian không dài liền đi tới trước mặt một cánh cửa. Phía trên viết chữ Bính. Lấy thẻ ra, Thủy Sư Tỷ nhẹ nhàng vạch một cái, cửa đá từ từ mở ra. Thấy nàng đi vào, Trương Huyền cũng y hỏa vẽ hồ lô, đi vào theo. Chỉ thấy hoa mắt, một gian phòng rộng lớn xuất hiện ở trước mắt. Giống như lôi đài, là sân bãi hình tròn, bốn phía che kín phong ấn, có khả năng ngăn cách khí thức cùng sức chiến đấu, sẽ không tổn hại mặt tường. Ngươi là ai? Mới vừa đứng vững ở trong đại sảnh, chuẩn bị nghênh đón khôi lỗi. Liền thấy hắn đi tới, gương mặt xinh đẹp của Thủy Sư Tỷ trầm xuống. Hai người đồng thời tiến đến, tương đương với phát động hình thức hợp tác, ít nhất sẽ xuất hiện hai khôi lỗi, hoàn toàn khác biệt khảo hạch đơn độc. Ta cũng là tới khảo hạch, thông đạo khôi lỗi khảo hạch, không phải không hạn nhân số sao. Người khảo hạch của ngươi, không cần phải để ý đến ta. Trương Huyền cười cười. Trên ngọc bài chỉ ghi chép thông đạo khôi lỗi có thể nhiều người đồng thời khảo hạch, nhưng không có quy tắc kỹ càng. Bởi vậy hắn cũng không biết cái gọi là hình thức nhiều người, đồng bạn hợp tác còn tưởng rằng là tự mình khảo hạch. Đối phương tiến đến trước, vừa vặn có thể xem một chút độ khó như thế nào, trước thời hạn có cái chuẩn bị. Đừng cản trở, nếu không ta sẽ cho ngươi chết rất khó coi. Thủy Sư Tỷ híp mắt lại, hừ lạnh. Cản trở gì chứ? Trương Huyền sửng sốt, đang muốn hỏi thăm rõ ràng, liền nghe thanh âm lò xo kéo kẹt vang lên, ngay sau đó. Cửa phòng phía trước mở rộng, một khôi lỗi đi ra. Người mặc hắc y, giống như người thật, nhìn thấy Thủy Sư Tỷ đứng ở chính giữa, lập tức tấn công tới. Ầm ầm. Cùng thời khắc đó, trận pháp bốn phía khởi động. Trận pháp này như nguyên thần của xuất khiếu cảnh công kích, có thể để cho không khí trở nên cô đặc, hành động cùng lực lượng đều bị hạn chế. A! À, khôi lỗi công tới, Thủy Sư Tỷ không có thời gian nhiều lời, thân thể mềm mại xoay một cái, tiến lên nghênh đón. Không thể không nói, thực lực của vị Thủy Sư Tỷ này quả thực không yếu, tu vi là xuất khiếu cảnh đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu không kém nửa bước lĩnh vực cảnh chút nào. Công pháp tu luyện của nàng, là mang theo thủy thuộc tính, liên miên không ngớt, mặc dù mỗi lần công kích uy lực không lớn, nhưng kết nối cùng một chỗ, lại giống như hồng thủy mãnh thú, để cho người ta không thể ngăn cản. Trương Huyền âm thầm gật đầu. Vị Thủy Sư Tỷ này, người cũng như tên, uy lực của chiêu số có khả năng kém xa khôi lỗi. Nhưng liên hợp chung một chỗ, giống như đại thế của dòng sông, không cách nào ngăn cản. Một giọt nước, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng nhỏ lâu, tảng đá cũng có thể bị đâm thủng. Nữ hài trước mắt này chính là như vậy, thoạt nhìn mềm mại, nhưng công kích giống như mưa to gió lớn của khôi lỗi, thủy chung không cách nào đột phá phòng ngự, thật giống như chùy sắt đánh vào nước sông. Chương 2490, Thủy Sư Tỷ, cố lên. 2. Bất kể uy lực mạnh như thế nào, lực lượng qua đi, vẫn sẽ trở về hình dáng ban đầu. Nằm xuống cho ta. Liên tục đối chiến mười mấy chiêu, đôi mi thanh tú của nữ hài nâng lên, khẽ kêu một tiếng, bàn tay xoay chuyển, đột phá một khe hở, đặt ở trước ngực khôi lỗi. Bành! Chân nguyên sao động, khôi lỗi lùi lại 7-8 bước, mặt đất xuất hiện rất nhiều dấu chân. Giống! Ổn định bước chân, khôi lỗi cũng không ngã sấp xuống,
ngược lại cực kỳ giận dữ, trong tiếng gầm gừ, giống như triệt để bị chọc giận, tốc độ nhanh hơn vừa rồi. Tê lạp, không khí tựa như bị xé nứt, lợi chảo chắc chắn đi tới trước mặt nữ hài, mang theo gió táp tấn mãnh. Dù công kích của nàng liên miên không ngớt, phòng ngự vô cùng tốt, nhưng thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Đáng tiếc, lực công kích không đủ, cơ hội tốt thường thường bắt không được. Trương Huyền nâng cằm, lắc đầu than thở. Nữ hài công kích liên miên không ngừng, quả thực có thể phát huy ra lực công kích vượt quá tưởng tượng, nhưng một khi bị đánh gãy, uy lực sẽ yếu đi. Hơn nữa coi như có cơ hội, lực lượng tích góp không đến cực điểm, cũng không tạo được phá hư. Tựa như chiêu vừa rồi, khôi lỗi xuất hiện sơ hở, đổi lại hắn, một quyền liền có thể đánh vỡ đầu, mà nữ hài chỉ để đối phương lui lại mấy bước, mà không có tổn thương bản chất. Bởi vậy, cũng phán định không có thông qua khảo hạch. Đáng tiếc. Lắc đầu, Trương Huyền tràn đầy tiếc hận. Hắn ở nơi này vừa lắc đầu, vừa cảm khái, bên kia nữ hài sắp làm chuyện điên rồ, nhìn thấy khôi lỗi lần nữa vào tới, gương mặt xinh đẹp tái đi, thân thể vội vàng lui về phía sau, hóa thành một đường cong xinh đẹp. Mặc dù tránh né nhanh, nhưng lợi chảo của khôi lỗi vẫn quá hung mãnh, một tiếng vang giòn, quần áo bị xé một khối, trên bờ vai xuất hiện vết máu. Không có làm bị thương chỗ hiểm, khôi lỗi có chút tức giận, ở trên không biến chiêu, biến chảo thành trường, mạnh mẽ đè xuống. Dù không có chân khí, nhưng lực lượng trong cơ thể nó đã đạt đến nửa bước lĩnh vực cảnh, phối hợp trận pháp bốn phía, phát huy ra lực lượng để cho người ta khó mà chống lại, bàn tay chúi xuống dưới, không gian của toàn bộ đại điện như bị đóng lại, để cho người ta trốn không thoát. Mắt thấy bàn tay rơi vào trên người, thủy sư tỷ cắn răng, như thi triển bí pháp nào đó, thân ảnh co rụt lại, như mì sợi kéo dài, thời gian nháy mắt liền trốn thoát trưởng phong chèn ép xuống. Bí pháp kết thúc, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, xem ra tiêu hao rất nhiều. Nhanh chóng thở hổn hển một cái, quay đầu nhìn sau lưng, chỉ thấy thanh niên hợp tác với mình kia một tay ôm ngực, một tay đỡ cằm, nhìn xem cực kỳ hứng thú. Ngươi! Nàng cắn chặt răng ngà, sắp nổ tung. Nếu hợp tác xông cửa, làm sao cũng phải động thủ chứ? Đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, như người chết, ngươi muốn làm gì? Đang muốn gọi, cánh cửa lần nữa kẹt kẹt một tiếng, lại một khôi lỗi lao đến. Bởi vì thanh niên còn không có đi vào sân bãi, khôi lỗi vừa xuất hiện này lần nữa chạy tới chỗ nàng. Một con đã để nàng khó chống lại, hai con cùng một chỗ vào tới, áp lực trong nháy mắt tăng thêm, trên đầu tràn đầy mồ hôi. Thực lực của khôi lỗi đã tương đương Trương Khiêm. Không biết ý nghĩ của nữ hài, Trương Huyền tiếp tục quan sát. Khó trách cái thông đạo chữ bính này khó thông qua, thực lực của khôi lỗi thật rất cường đại. Trương Khiêm ở trong tay hắn không đỡ nổi một đòn, nhưng trên thực tế lại là cường giả nửa bước lĩnh vực cảnh, lại thêm thân phận thiên tài Trương gia, ra bên ngoài. Vượt cấp chiến đấu cũng rất bình thường, hai khôi lỗi trước mắt đều có thực lực như thế, hơn nữa liên thủ. Quả thực khó đối phó. Bất quá, vị thủy sư tỷ này có khả năng chống lại lâu như vậy, cũng xem như không tệ. Đáng tiếc, khẳng định sẽ thất bại. Trương Huyền cảm khái một tiếng. Nhìn một hồi, đối vị thực lực chân chính của vị thủy sư tỷ kia, đã có phán đoán chính xác, một khôi lỗi, muốn vượt qua còn có chút khó khăn, hai cái liên thủ, khẳng định không phải đối thủ. Thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Khó trách khảo hạch một tháng cũng không thể thông qua, khảo hạch thực rất khó khăn. Một lát nữa, chờ ta bắt đầu, vừa ra tay liền đánh nổ hai khôi lỗi, không cho bọn nó cơ hội liên hợp, có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Trương Huyền cân nhắc chiến thuật một lần, âm thầm gật đầu. Hai khôi lỗi này, phối hợp cực kỳ tinh diệu, xem như hắn gặp gỡ, khẳng định cũng sẽ chịu thiệt, đã như vậy, nếu hắn khảo hạch mà nói, liền trước thời hạn động thủ. Tiên hạ thủ vi cường. Thuấn sát một cái lại nói. Đáng ghét. Trên đầu đổ mồ hôi, thủy sư tỷ không thể kiên trì được nữa, vốn cho rằng thanh niên kia sẽ ra tay, lại thấy hắn vẫn đứng ở một bên, biểu lộ như xem náo nhiệt. Tức đến ngực nhô lên, sắp nổ tung. Ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? À, không nghĩ tới đối phương sẽ gọi hắn, Trương Huyền sửng sốt một chút. Vậy, ta còn có thể làm gì? Ngươi. Thủy sư tỷ tức đến run rẩy, vì quá tức giận nên động tác mất linh, bị một khôi lỗi quét trúng, bả vai đau rát, nhịn không được hét lớn. Ngươi không biết động thủ ư? Muốn chơi cái gì a? Ngươi chạy vào, mở ra hình thức hai người, kết quả để cho ta một người đánh quái, mình thì ở bên cạnh chơi. Còn nói có thể làm gì? Coi như thực lực thấp, đi kéo quái cũng có thể a.
Động thủ. Trương Huyền dầu dĩ, đối phương khảo hạch, hắn nhúng tay, cái này thuộc về không tuân theo quy định a hát. Suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, nắm đấm dựng ở trước ngực, mặt mũi thành khẩn cùng kỳ vọng, thanh âm cổ vũ từ trong miệng hô lên. Thủy sư tỷ, cố lên, thủy sư tỷ, cố lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Chương 2491, ta không phải cố ý, một. Nghe được tiếng la, biểu lộ của thủy sư tỷ giống như gặp quỷ, quay đầu nhìn thanh niên đang hô rất nhiệt tình kia, cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, những người khác hợp tác, tới đều là cường giả đáng tin cậy, con hàng này, cái quỷ gì a? Cố gắng lên, cố muội muội người a. Ta sắp bị đánh chết, bảo ngươi ra tay, không những không lên còn ở bên cạnh hô như vậy. Ta cần ngươi hô cố gắng lên sao? Muốn là động thủ, động thủ, động thủ ngươi biết không? Thân thể mềm mại tức đến không ngừng run rẩy, thủy sư tỷ cảm thấy sắp điên rồi. Nghĩa điện khảo hạch, trước sau đi vào, thông đạo khảo hạch sẽ tự động phán định hợp tác, điểm ấy chỉ cần là người thánh tử điện hầu như đều hiểu, coi như không hiểu, khẳng định cũng phải hỏi chứ. Chúng ta mở ra hình thức hai người, cùng một chỗ soát quái, người đứng ở một bên không động chút nào, giống như người chết, có hợp tác như thế sao? Vốn cho rằng tên này hợp tác với nàng, là vì lấy lòng, thu hoạch được cảm mến, hiện tại xem ra, căn bản không có tâm tư kia a. Đây không phải đòi vui lòng, mà là đòi mệnh a hát. Nếu không cần gì đưa tới hai khôi lỗi, bản thân lại không lên. Phần phật, đang tức điên, muốn chửi vài câu, có điều khôi lỗi trước mắt căn bản không cho cơ hội thở dốc, con thứ nhất lại đấm một quyền nghiền ép tới. Không khí bốn phía bị áp xúc, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, biết lại phân tâm, có thể sẽ bị đánh chết tại chỗ, lông tơ toàn thân thủy sư tỷ dựng lên, lần nữa thi triển ra bí pháp, thân thể mềm mại vặn chuyển, giống như rắn nước, chuyển vài vòng ở trên không trung, cực kỳ chật vật chạy khỏi phạm vi quyền phong bao phủ. Dừng bước, không ngừng thở dốc, vẻ mặt càng trắng hơn. Bí pháp của nàng là lực lượng huyết mạch, mỗi vận dụng một lần, đều sẽ tổn thất cực lớn, nghỉ ngơi rất lâu mới có thể khôi phục, một tháng này khảo hạch, còn chưa bao giờ dùng qua. Vốn nghĩ ngày hôm nay thích ứng chiến thuật của đối phương, nhất cổ tác khí thông qua, sáng tạo ghi chép. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, bị con hàng này liên lụy, một mình đối kháng hai khôi lỗi, liên tục thi triển bí pháp hai lần, thể năng đã tiếp cận cực hạn. Không được, tiếp tục như vậy sẽ bị đánh chết, chẳng lẽ phải nhận thua? Khuôn mặt trắng bệch, tú quyền siết chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Khiêu chiến một tháng, thật vất vả quen thuộc chiêu số của đối phương, vốn nghĩ ngày hôm nay vận dụng lực lượng huyết mạch, có thể nhẹ nhõm qua ải. Lại xuất hiện loại kết quả này, là nàng không nguyện ý nhìn thấy. Một khi sử dụng huyết mạch, ít nhất một tháng không cách nào tới nữa. Chậm trễ sự tình thực sự quá nhiều. Để tên này dẫn dắt một cái, ta nghĩ phương pháp tiêu diệt một cái, còn lại liền dễ dàng. Nàng thở hổn hển, trong lòng cân nhắc. Nhận thua, thực sự không cam tâm, cũng chỉ có thể mạo hiểm. Gia hỏa một mực ở bên cạnh hô cố gắng lên kia, thực sự không đáng tin cậy, có điều mình chỉ cần dẫn khôi lỗi đi, làm đối tác, đối phương khẳng định cũng sẽ gặp phải công kích, chỉ cần có thể kiềm chế một cái, liền có thể nghĩ biện pháp đánh tan. Sau đó đồng lòng đối phó một con khác, có lẽ có thể thay đổi tình thế nguy hiểm hiện tại, nhất cổ tác khí chiến thắng. Đương nhiên, đối phương thu hút khôi lỗi, khẳng định sẽ để hắn rơi vào nguy hiểm, nhưng bây giờ không có biện pháp khác. Chỉ cần gia hỏa không đáng tin cậy này có khả năng kiên trì 10 cái hô hấp. Ta có thể dùng phương pháp trước kia thiết kế tốt đánh tan một con, đến lúc đó cứu hắn hẳn là kịp. Hừ, ai bảo hắn hại ta, ăn chút đau khổ cũng không tính là gì. Nàng hừ nhẹ một tiếng, trong lòng có so đo. Nghĩ đến điểm này, cũng không do dự nữa, thân thể mềm mại nhẹ nhàng lắc một cái, như dây đàn lắc lư hai lần. Hô! Không biết thi triển thân pháp gì, thân thể giống như dây thun bị kéo dài, trong chốc lát liền biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở cách Trương Huyền không xa. Cố gắng lên! Trương Huyền đang la lên, thấy nàng đột nhiên đi tới trước mặt, nhịn không được sững sờ. Giúp ta đối phó một con! Thấy biểu lộ của hắn ngây thơ, mặc dù tức giận, nhưng thủy sư tỷ biết mình có hiểm nghi hại người, liền nhịn không được nhắc nhở. Đối phó. Trương Huyền còn khó hiểu, chỉ thấy hai khôi lỗi kia đã chạy đến trước mặt, cảm giác áp bách kịch liệt tuôn khắp toàn thân. Răng rắc. Một khôi lỗi trong đó vung quyền mạnh mẽ đập tới hắn. Cái này, sẽ phạm quy a. Trương Huyền sửng sốt. Hắn là người xem náo nhiệt,
đánh xì dầu, thuận tiện học tập, thu hút Khôi Lỗi đến trước mặt, cái này không phải là giúp nàng qua ải sao? Như vậy sẽ bị phán xử mất tư cách à? Bất quá nhìn tốc độ công kích của Khôi Lỗi, biết bây giờ không phải thời điểm kỳ quái, đầu lâu chợt lóe đã tránh thoát công kích, đồng thời nhìn nữ hải cách đó không xa. Chỉ thấy nàng đang đối chiến một con khác. Phun ra một ngụm máu tươi, một cỗ lực lượng đặc thù nhanh chóng dâng lên, hình như khí lực của nàng trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa. Chỉ là xông cái thông đạo, còn cần tiêu hao như thế ư? Biết nàng dùng bí pháp còn lợi hại hơn vừa rồi, Trương Huyền lắc đầu. Mặc dù bí pháp có thể trong thời gian ngắn gia tăng thực lực, nhưng cũng có tai hại rất lớn. Tổn thương thân thể con người thực sự quá lớn, một khi kết thúc, rất dễ dàng làm tinh thần, chân khí, thân thể sụp đổ, trong thời gian ngắn khó khôi phục, thậm chí có ảnh hưởng nhất định tới tuổi thọ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn chưa từng sử dụng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là không biết. Nữ tử trước mắt này, liên tiếp sử dụng mấy lần, đã hộc máu còn muốn dùng, quả thực là liều mạng. Trương Huyền lắc đầu, đang không biết làm sao, chỉ thấy Khôi Lỗi trước mắt lần nữa gào thét, mạnh mẽ đánh tới. Một quyền không có đánh trúng, để nó rất tức giận. Trước không vội, ngươi là đối tượng khảo hạch của nàng, không quan hệ gì tới ta, đánh nhầm người rồi. Duỗi ra một ngón tay, Trương Huyền nhấn đầu của đối phương, để nó liều mạng giãy giụa cũng không cách nào tiến lên, đồng thời tận tình giáo dục. Cái thông đạo này là ai thiết kế a? Con mắt của Khôi Lỗi thực sự quá mù. Mình chỉ là theo vào, nhìn xem đối phương khảo hạch như thế nào, làm sao qua ải, khảo hạch còn chưa bắt đầu, ngươi lại vung quyền, gào thét với ta, muốn làm gì? Giống, giống. Bị một ngón tay ngăn cản, Khôi Lỗi cực kỳ tức giận, khí tức nổ tung sao động bốn phía, lực lượng toàn thân vận chuyển tới cực hạn, hai tay nhanh chóng đong đưa, như là cánh quạt. Bất quá, đầu của nó bị một ngón tay của Trương Huyền điểm trụ, dù cánh tay lắc lại nhanh, cũng không đả thương được chút nào. Ngược lại như quạt gió, rất mát nha. Như vậy cũng không tính động thủ, không có phạm qua a. Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Khôi Lỗi động thủ với hắn, hắn không phản kích, mà là cố định đối phương, hẳn là sẽ không phán định phá hư khảo hạch, nếu không, ngộ nhỡ bởi vậy mất đi tư cách, chẳng phải đi một chuyến uổng công sao. Khống chế lại Khôi Lỗi này, lần nữa nhìn sang nữ hải đang chiến đấu với Khôi Lỗi kia. Thủy sư tỷ thi triển bí pháp. Biểu lộ thoạt nhìn rất kém, nhưng thực lực lại tăng vọt không ít, nhất là lực công kích, mạnh mẽ hơn vừa rồi gần gấp đôi. Thình thịch bành. Trước đó tránh né, tìm cơ hội phản kích, mà bây giờ cùng đối phương cứng đối cứng, không khí bốn phía nổ tung, trận pháp có chút lay động. Bí pháp này rất mạnh, bất quá. Nàng am hiểu là công pháp thủy thuộc tính, liều như vậy là bỏ gốc lấy ngọn. Trương Huyền nhíu mày. Hiện tại hắn lý giải chiến đấu. Coi như không cần thư viện cùng minh lý chi nhãn, cũng đạt đến cấp bậc đại tông sư, nữ hài trước mắt này, tu luyện pháp quyết thủy thuộc tính, nước bao dung vạn vật, nàng lại dùng để cứng đối cứng. Rõ ràng đã vi phạm tới nguyên tắc căn bản nhất. Như vậy mặc dù có thể trong thời gian ngắn đánh bại Khôi Lỗi, nhưng bản thân sẽ bị công pháp phản phệ, thậm chí lòng tin dao động. Tu luyện giả, trọng yếu nhất là có lòng tin với công pháp của mình, nàng tu luyện kỹ năng thủy nhu, lại thông qua phương pháp đặc thù. Trở nên cứng đối cứng, tựa như sắt thép. Rõ ràng là đang chống lại tín niệm trong lòng. Coi như có thể thắng Khôi Lỗi, cũng sẽ mất đi tín niệm cùng kiên trì, tổn thương cực lớn. Đã thấy, ngồi nhìn không để ý tới cũng không tốt lắm. Trương Huyền trần chờ một chút, lắc đầu, nhịn không được mở miệng. Cái kia, Thủy Sư Tỷ, ngươi như vậy không được. Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn mềm lòng a. Nhưng hắn là người thiện lương mà giàu có ái tâm như vậy. Thực sự không có cách nào sửa đổi. Không được. Thủy sư tỷ đang cắn răng chiến đấu với Khôi Lỗi, nhịn không được sững sờ. Nàng vốn cho rằng, hấp dẫn một Khôi Lỗi qua, đối phương khẳng định sẽ bị đuổi chạy trối chết, làm sao cũng không nghĩ tới, thanh âm của đối phương rõ ràng như thế, còn nói nàng không được. Nàng là nữ nhân, có cái gì không được. Cái từ này, là dùng ở trên thân thể ngươi a. Trong lòng hừ lạnh. Có điều vẫn quay đầu nhìn lướt qua phương hướng âm thanh truyền tới. Thân thể cứng đờ. Khôi Lỗi đánh nàng sắp hộc máu kia, lúc này đầu đang tựa vào ngón tay của đối phương, giống như nữ nhân đánh đá vẫy tay, hai chân không ngừng đạp, mặt đất bị đào ra một cái hố to, nhưng không cách nào tới trước mặt đối phương. Tình huống gì đó? Vừa rồi thời điểm đánh với ta, không phải rất hung mãnh sao? Sao hiện tại giống như tình nhân nũng nịu,
Chẳng lẽ gia hỏa bề ngoài xấu xí, tu vi chỉ có xuất khiếu cảnh sơ kỳ, cũng không phải tới làm loạn, mà là cao thủ. Phần phật, khiếp sợ không biết nói như thế nào, khôi lỗi ở bên cạnh lại không đợi nàng, công kích lần nữa bắn tới. Không để ý tới suy nghĩ nhiều, đành phải nghênh đón. Bởi vì quá mức vội vàng, không có chuẩn bị như vừa rồi, liên tục lui về phía sau mấy bước. Ta nơi nào, không được, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, khí huyết trong cơ thể sôi trào, cố nén phun ra máu tươi, thủy sư tỷ cắn răng. Cứng đối cứng với khôi lỗi, là phương pháp sai lầm, lấy thực lực của ngươi, không cần như vậy, cũng có thể đánh bại nó. Trương Huyền giải thích, phần phật, tiếng gió phần phật, lần nữa bị quyền phong của đối phương quét trúng, trên mặt thủy sư tỷ xuất hiện một vết máu đau rát. Thân ảnh lóe lên hai lần, tránh thoát khỏi công kích, răng ngà cắn chặt, kìm nén không được hỏi. Vậy đánh như thế nào? Cái này, ta chỉ điểm ngươi, không tính trái quy củ chứ? Trương Huyền trần trừ. Không tính. Thủy sư tỷ tức đến thân thể nhoáng một cái. Hai người mở ra hình thức đoàn đội, liên thủ cũng không tính không tuân theo quy định, chỉ điểm khẳng định càng không tính. Vậy là tốt rồi. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói ra kỹ xảo chiến đấu, liền nghe khôi lỗi trước mắt nhìn không được nữa, nổi giận gào một tiếng. Giống. Thế mà tránh thoát ngón tay hắn, lao đến. Giống cái gì giống, không nhìn thấy ta bận sao? Trên mặt Trương Huyền không vui, một tay quất tới. Đùng. Đầu của khôi lỗi ở trên cổ xoay hai vòng, bay thẳng ra ngoài. Phù phù ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy, mất đi sức chiến đấu. Cái này. Không nghĩ tới tùy tiện quất một cái, liền quất bay đầu đối phương, con mắt trợn tròn, khóe miệng của Trương Huyền co giật, tràn đầy xấu hổ. Hình như dùng sức hơi lớn, ta thật không phải cố ý. Chương 2492, ta xông thông đạo chữ quý. Nói thật, hắn thật không phải cố ý. Khôi lỗi này xông tới tốc độ quá nhanh, chỉ là theo bản năng quất một tát, ai nghĩ tới không rắn chắc như thế. Đầu bị quất bay, thủy sư tỷ cũng bối rối. Khôi lỗi này làm nàng dục tiên dục tử, dùng hết tất cả vốn liếng cũng không thể chiến thắng, kẻ trước mắt này, tiện tay quất một cái liền quất nằm trên đất, đầu bị đánh mất. Có cần khoa trương như vậy hay không? Thực lực của hắn mạnh như vậy. Thân thể rung động, ngu nữa cũng hiểu, gia hỏa trước mắt này không những không phải gà mờ, còn là một cao thủ siêu cấp. Tùy tiện một ngón tay, điểm đến khôi lỗi không cách nào phản kháng, một tay rút bay đầu. Sức chiến đấu mạnh mẽ hơn nàng không biết gấp bao nhiêu lần. Ta thật không phải cố ý, như vậy đi, ta giúp ngươi giáp đầu lại, ngươi tiếp tục công kích. Chỉ cần không tính ta trái quy định là được. Trương Huyền không để ý tới chỉ điểm nữ hài, vội vàng ngồi xuống, nắm đầu khôi lỗi lên, đặt ở trên cổ của đối phương. Hắn là tới sông cửa đọc sách, ngộ nhớ bị phán định nhúng tay người khác khảo hạch, mất đi tư cách, chẳng phải phiền phức. Chương 2493, ta không phải cố ý, 2. Ngươi, mới vừa cảm thấy đối phương là cao thủ, nhìn thấy động tác này, thủy sư tỷ tức giận đến muốn nổ tung. Làm người tham gia khảo hạch, lỡ tay đánh hư khôi lỗi cũng có, cần xin lỗi như thế sao? Lại nói, người giáp đầu khôi lỗi lại cũng vô dụng thôi. Mặc dù khôi lỗi không giống người, mất đầu liền chết, nhưng trong cổ có rất nhiều cơ quan, dính dáng kỹ xảo thiên công, cực kỳ tinh vi. Nhất định phải có nhân sĩ chuyên nghiệp đến đây sửa chữa mới được. Gắn như vậy, có thể làm được gì? Trong lòng buồn bực, muốn mắng đối phương một trận, chỉ thấy khôi lỗi ở đối diện lần nữa vọt tới. Bất đắc dĩ lắc đầu, biết không phải lúc suy nghĩ nhiều, đành phải nghênh đón tiếp lấy. Một người một khôi lỗi lần nữa giao chiến. Liên tục mấy chiêu, lại đẩy lùi khôi lỗi, thở phào nhẹ nhõm, vội vã nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Chỉ thấy đối phương đã đỡ khôi lỗi dậy, hơn nữa đầu lại về cổ. Được rồi. Thỏa mãn vỗ tay một cái, thanh niên âm thầm gật đầu. Ta không chỉ giúp ngươi lắp trở lại, còn sửa đổi một chút thiếu hụt trước đó, hiện tại nên tính là triệt để khôi phục a. Giống. Khôi lỗi cúi đầu nhìn bản thân, vẻ mặt choáng váng. Không có việc gì, mới vừa rồi ta không phải cố ý phá hư các ngươi khảo hạch, tiếp tục khảo hạch đi, ta không nhúng tay vào. Trương Huyền vội vàng xua tay. Giống giống. Khôi lỗi gãi đầu, nắm đấm từ từ duỗi ra, đụng bả vai của Trương Huyền một cái, đột nhiên nhớ tới đối phương một tay quất bay đầu mình, vội vàng lùi về, đồng thời nhảy về phía sau một bước. Nghiêng đầu nhìn qua, không ngừng ra hiệu, ý tứ giống như hỏi thăm, người thật không nhúng tay vào.
không nhúng tay vào. Trương Huyền gật đầu. Giống. Vẻ mặt Khôi Lỗi hưng phấn, thân thể nhoáng một cái, vội vàng xoay người vọt tới nữ hài ở trong sân. Ta. Ra đầu Thủy Sư Tỷ trong nháy mắt nổ tung, suýt chút nữa hôn mê. Đại ca, ngươi là cố ý tới chơi ta sao? Mở ra hình thức hai người, mọi người cùng nhau hợp tác vượt ải, đánh dụng đầu Khôi Lỗi, tương đương với đã xông qua một nửa. Kết quả, lại lắp về cho người ta. Có phải bị bệnh không? Ta một cái cũng đánh không lại, lại đến một cái. Người đây là muốn chơi chết ta mới vui vẻ sao? Vốn cảm thấy đối phương là tới thu hút nàng chú ý, lấy lòng nàng, hiện tại xem ra. Còn không bằng tới cưỡng hiếp nàng, như vậy nhiều nhất thất thân, không đến mức mất mạng a hát. Thân thể mềm mại run rẩy, đang muốn chửi ầm lên, chỉ thấy Khôi Lỗi xông tới oanh kích. Một quyền này nhanh hơn, hùng mãnh hơn Khôi Lỗi đang chiến đấu kia, còn chưa tới trước mặt, đã cảm giác thân thể giống như bị lĩnh vực áp chế, không thể động đậy. Xảy ra chuyện gì? Con người của Thủy Sư Tỷ co rụt lại, thân thể mềm mại run rẩy. Mới vừa cùng đối phương chiến đấu thật lâu, thực lực của Khôi Lỗi này, coi như mạnh hơn nàng, cũng không kém nhiều, lúc nào lợi hại như vậy. Bất quá không kịp nhiều lời, hai tay nghênh đón tiếp lấy. Đùng! Lực lượng trên tay tiếp xúc quả đấm của đối phương, lập tức bị bắn ngược trở về, ngực buồn bực, giống như bị thứ gì va mạnh, không khống chế được, trong nháy mắt bay ngược ra. Phốc! Người ở trên không trung đã phun ra máu tươi. Sống lưng mạnh mẽ đâm vào trên vách tường, đập ra một chữ đại. Ngươi! Thủy Sư Tỷ treo ở trên tường, thân thể không ngừng run rẩy, cảm thấy thế giới đều là hắc ám. Vừa rồi thực lực của Khôi Lỗi kia nhiều nhất tương đương, dùng hết toàn lực có khả năng chiến thắng, làm sao đầu mất, bị đối phương cải tiến một chút, lại trở nên mạnh như vậy. Thế thì còn đánh như thế nào? Được rồi, nhận thua đi. Lần này vượt ải, cảm giác so với một tháng trước đó còn muốn đen tối a. Lấy ra thẻ vượt ải, đang muốn bóp nát, đột nhiên nhớ ra đây là hợp tác, một khi nhận thua, chẳng khác nào hai người đều thua, cắn răng nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Hai người chúng ta là quan hệ hợp tác, ta không chiến thắng được, ý định nhận thua. Ngươi có nhận thua hay không? Quan hệ hợp tác? Trương Huyền sững sờ. Có ý tứ gì? Ngươi cùng ta đồng thời xông thông đạo chữ bính, trận pháp sẽ ngầm thừa nhận ngươi và ta là quan hệ hợp tác, chỉ cần một người nhận thua, chẳng khác nào đoàn đội nhận thua. Thủy Sư Tỷ nói. Đoàn đội nhận thua, ngươi ý tứ là, chỉ cần ngươi nhận thua, ta liền thua. Trương Huyền ngây người. Còn tưởng rằng đối phương khảo hạch của đối phương, mình khảo hạch của mình, không nghĩ tới náo loạn nửa ngày, là bọn họ cùng một chỗ khảo hạch. Còn có loại thao tác này. Đúng. Thủy Sư Tỷ cắn răng. Vốn cho rằng đối phương biết chuyện, náo loạn nửa ngày, cái gì cũng không hiểu, khó trách để nàng phát điên như vậy. Đừng nhận thua. Trương Huyền giật nảy mình. Nói đùa cái gì đó. Sách còn chưa có nhìn, làm sao có thể nhận thua. Ta đánh bại hai Khôi Lỗi này. Biết chuyện gì xảy ra, Trương Huyền đâu còn dám nói nhảm, quay đầu nhìn về phía hai Khôi Lỗi ở trong sân. Đối thủ của các ngươi là ta, cùng lên đi. Giống. Khôi Lỗi vừa rồi đánh bay Thủy Sư Tỷ vội vàng lui về sau một bước, dùng sức lắc đầu, trên mặt như tràn đầy nghi ngờ. Mới vừa nói không nhúng tay vào, hiện tại lại muốn động thủ. Muốn làm gì đó? Như thế nào? Không đến, vậy ta tự mình động thủ. Trương Huyền hừ một tiếng. Tiến về phía trước một bước, đi vào giữa phòng. Giống. Một Khôi Lỗi khác thấy hắn ngang nhiên khiêu khích, cũng nhịn không được nữa, thẳng tắp lao tới. Bất quá còn chưa đi xa, liền cảm thấy cánh tay căng thẳng, cánh tay bị giữ chặt. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Khôi Lỗi vừa rồi kia giữ chặt nó, ra sức lắc đầu. Giống, giống. Khôi Lỗi này nghi hoặc, trên mặt vẫn nộ khí tầng tầng, dường như muốn cùng Trương Huyền đánh nhau chết sống. Giống giống. Thấy kéo không được, con Khôi Lỗi thứ nhất quất tới một tát. Không nghĩ tới đồng bạn sẽ ra tay với nó, con Khôi Lỗi thứ hai còn không kịp phản ứng, mắt tối sầm lại, phù phù nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Làm xong cái này, Khôi Lỗi kia mới thận trọng nhìn về phía Trương Huyền. Giống. Nói xong, bàn tay vỗ lên trán mình một cái. Lạch cạch. Cũng nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Cái này còn tạm được. Nhìn thấy Khôi Lỗi được mình sửa chữa lại phát âm rõ ràng hơn trước rất nhiều, cũng rất hiểu chuyện, Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhìn về phía Thủy Sư Tỷ treo ở trên tường. Như vậy, xem như thông qua được không? Thủy Sư Tỷ,
Qua nửa ngày mới khôi phục, đè nén rung động trong lòng, Thủy sư tỷ nhìn về phía thanh niên trước mắt, còn kinh ngạc hơn gặp quỷ. Để khôi lỗi tự giết lẫn nhau, còn đánh ngất xỉu mình. Đến cùng làm sao làm được? Chúng ta, thông qua được. Nàng dùng một viên đan dược, khôi phục một hồi, giãy giụa từ trong tường leo ra, thở hổn hển. Nói thật, nàng còn có chút khó tin. Đơn độc vượt ải, độ khó đã rất lớn, hợp tác vượt ải càng gấp bội, loại tình huống này cũng có thể thành công. Để nàng có loại cảm giác nằm mộng. Cũng khó trách, vượt một tháng cũng không có biện pháp thành công, vốn đã tuyệt vọng, bây giờ thông qua, làm sao cũng tưởng tượng không đến. Đánh bại khôi lỗi, nên tính thông qua a. Trương Huyền cũng không hiểu nhiều, nhìn hai khôi lỗi nằm dưới đất. Con khôi lỗi thứ nhất như cảm ứng được ánh mắt của hắn, thân thể rụt lại, con mắt đóng chặt hơn. Thủy sư tỷ nhẹ gật đầu, muốn nói gì, lại nói không ra lời, đang không biết làm sao cho phải, liền nghe thanh âm máy móc vang lên, trước mắt có một cánh cửa chậm rãi mở ra. Đi qua nhìn một chút. Nhìn một cái, mắt Trương Huyền sáng rực lên. Trong cửa lớn là cái giá sách, phía trên bày rất nhiều sách. Hẳn là ban thưởng khi xông qua thông đạo chữ bính. Mục đích thủy sư tỷ vượt ải, cũng là vì cái này, theo sát ở phía sau đi tới. Chỉ có hơn 10 quyển, đều là công pháp cực kỳ cao thâm, vượt xa những cái nhìn thấy ở trên thị trường. Lăng tiêu công pháp, ngọc thụ kình thiên quyết, kim hỏa huyền công. Trương Huyền liếc mắt qua, ghi chép vào thư viện, trong đầu hô nhỏ một tiếng, trong lòng tràn đầy thất vọng. Còn tưởng rằng có khả năng kiếm ra thiên đạo công pháp xuất khiếu cảnh, số lượng thư tịch còn quá ít. Ai? Lắc đầu, Trương Huyền cảm thấy có chút thất vọng. Tiêu tốn 100 tinh nguyên thượng phẩm tới khảo hạch, kết quả chỉ thấy mười mấy quyển, quả thực quá ít. Dù cấp bậc của những công pháp này rất cao, nhưng cộng thêm trước kia thu thập, muốn dung hợp thành thiên đạo cấp, vẫn rất khó làm được. Ta chọn xong rồi. Đang than thở, liền nghe thanh âm của nữ hài vang lên. Quay đầu nhìn, chỉ thấy nàng chọn một bản thủy ba huyền văn công, chính là pháp quyết thủy thuộc tính duy nhất trong rất nhiều bí tịch. Bản này không tệ. Trương Huyền gật đầu. Mặc dù quyển công pháp này chưa chắc mạnh hơn pháp quyết nàng đang tu luyện, nhưng kết hợp với nhau, có tác dụng xác minh, đối với tu vi của nàng sẽ có dẫn dắt cực lớn. Ta bắt đầu sao chép, ngươi chọn xong chưa? Thủy sư tỷ nhìn qua. Vượt ải tới đây, lấy được công pháp là không thể mang đi, chỉ có thể sao chép. Ta, ngươi chép đi, ta còn muốn tiếp tục khảo hạch, không đợi ở nơi này. Trương Huyền lắc đầu. Hắn đã thu tất cả thư tịch xong, không cần thiết lại chép. Tiếp tục khảo hạch. Thủy sư tỷ sửng sốt một chút, ánh mắt sáng lên, trong mắt tràn đầy khó tin. Chẳng lẽ ngươi muốn khảo hạch thông đạo ất chữ? Gia hỏa trước mắt này, khảo hạch thông đạo chữ bính đơn giản như vậy, đương nhiên chướng mắt bí tịch nơi này, ý định xung kích cao hơn. Có thể thông qua thông đạo ất chữ, 10 năm không gặp một vị, vị trước mắt này có thể thành công sao? Trong mắt nàng tràn đầy kỳ vọng. Thông đạo ất chữ, không phải. Trương Huyền lắc đầu. Ta ý định xông thông đạo chữ quý. Chương 2494, tên không dễ nghe một. Cái gì? Thân thể nhoáng một cái. Đôi mắt thanh tú của thủy sư tỷ trợn tròn, chỉ cảm thấy có máu qua lại ở giữa yết hầu, sắp phun ra. Sông thông đạo chữ quý. Thông đạo chữ quý là đường hầm kém nhất, thực lực yếu nhất mới đi. Ngươi trong nháy mắt đánh bại hai khôi lỗi, qua thông đạo chữ bính nhẹ nhàng như vậy, sông nơi đó làm gì? Người khác đều là đi về phía trước, tên này lại lui về phía sau. Này là muốn làm gì à? Đúng vậy, bí tịch nơi này không tốt. Ta muốn đi thông đạo chữ quý nhìn một chút. Vẻ mặt Trương Huyền thành thật. Bí tịch cùng cấp bậc, càng cao thâm số lượng càng ít, mà yêu cầu của hắn chỉ là số lượng nhiều là được. Cho nên xem xong thông đạo chữ bính, hắn cực kỳ thất vọng, cảm thấy trước đó chọn sai, hẳn là đi cấp bậc thấp nhất. Sách chỗ này, khẳng định sẽ rất nhiều, đối với hắn mà nói, tác dụng lớn hơn nơi này. Thủy sư tỷ nắm tóc. Bị điên rồi, bí tịch trong thông đạo chữ bính. Mỗi một bản đều cao thâm khó dò, mặc dù kém công pháp tổ truyền của gia tộc bọn họ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đồ vật chân quý như thế, ngươi lại còn nói không bằng những rác rưởi ở thông đạo chữ quý. Đầu óc đến cùng nghĩ như thế nào? Được rồi, ngươi tiếp tục sao chép, ta đi trước. Không đi quản đối phương nghĩ cái gì, Trương Huyền không nói thêm lời, nhấc chân đi ra ngoài. Vừa đi vừa than thở. Chuyến này xem như lãng phí thời gian. Đi ra thông đạo chữ bính,
Lần nữa trở lại trước đài, trừ tiểu cô nương vừa rồi kia, lại thêm một người. Ngươi, không có việc gì chứ? Thấy tên này trở về nhanh như vậy, trên người hoàn hảo không chút tổn hại, Thanh Vũ sửng sốt, có chút không dám tin tưởng. Vốn cho rằng khẳng định sẽ bị đánh hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm, sao một chút việc cũng không có. Thông đạo chữ bính là địa phương thủy sư tỷ sông lâu như vậy cũng không có thông qua a. Có chuyện xảy ra, sẽ có chuyện gì? Không biết tại sao đối phương lại hỏi như vậy, Trương Huyền sửng sốt một chút, cổ tay khẽ đảo, tiếp tục lấy ra 100 tinh nguyên thượng phẩm đưa tới. Đây là linh thạch, ta lại xông một lần. Lại xông? Thanh Vũ nghi ngờ nhìn tới, nhíu mày. Vượt ải, một ngày chỉ có thể một lần, thất bại không có cách nào tiếp tục. Loại vượt ải này, thất bại là thất bại, không có khả năng một lần nhận thua, liền xông lại lần thứ hai, lần lượt chơi như vậy, đường hầm cũng không chịu nổi. Bởi vậy, một ngày một lần đã là cực hạn. Tình huống bình thường, vượt ải một lần, thông qua được, chắc chắn sẽ không trở về, không có thông qua, tất nhiên vô cùng thê thảm, ngày thứ hai có thể xuống giường hay không còn không biết, liên tục vượt ải một tháng, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thủy sư tỷ cố chấp như thế. Ta không xông thông đạo chữ bính. Trương Huyền giải thích, cái này còn tạm được. Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm. Vậy xông cái gì, thông đạo chữ đinh? Không phải, thông đạo chữ quý. Trương Huyền gật đầu. Chữ quý. Thanh Vũ im lặng. Cái tên này vừa rồi xông thông đạo chữ bính, còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu, hiện tại xem ra, hẳn là không dám tham gia. Cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là thông đạo chữ quý được. Xuất khiếu cảnh sơ kỳ, nói thật, thông đạo chữ quý cũng khó khăn. Xem ra hắn cũng không phải không biết trời cao đất rộng, còn có thể nghĩ thông. Ta đã sớm nói ngươi xông cái này. Lại không nghe, lần này lại đi. Nàng cười cười, lấy ra một cái thẻ đưa qua. Đúng rồi, thẻ vượt ải vừa rồi đưa cho ngươi đâu. Mặc kệ có dùng hay không, đều phải thu về. Nhận lấy thẻ vượt ải trong tay đối phương, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, đưa thẻ vừa rồi tới, xoay người đi đến địa phương vượt ải. Hắn vừa đi, phục vụ viên trước đó liền đến trước mặt. Đây là gia hỏa sắc đảm bao thiên ngươi nói kia. Đúng vậy. Thanh Vũ gật đầu. Thoạt nhìn còn rất đẹp trai, có điều, thực lực thông đạo chữ quý, đi sông thông đạo chữ bính. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Phục vụ viên cười nói. Xem xét liền biết là người không thiếu tiền, ý định đi tìm thủy sư tỷ, đoán chừng đụng vào thiết bản, ý thức được thực lực của mình, mới tới sông thông đạo chữ quý. Thanh Vũ phân tích một phen, lắc đầu, nắm thẻ trong tay, đang định ném về quầy hàng, đột nhiên sửng sốt. Tấm thẻ này. Làm sao vậy? Người kia cũng cúi đầu nhìn, vừa xem xét, đột nhiên thân thể phục vụ viên cứng ngắc. Hoa văn kim sắc, đây là thông qua khảo hạch, mới có hoa văn đặc thù. Nói đến đây, cùng Thanh Vũ liếc mắt nhìn nhau, yết hầu phát khô, thanh âm có chút tái nhợt. Chẳng lẽ, hắn thông qua được thông đạo chữ bính? Độ khó của thông đạo chữ bính, với tư cách nhân viên khảo hạch, bọn họ biết rất rõ ràng, thánh tử điện nhiều thiên tài như vậy chạy tới, cũng vô công trở lại. Hàng năm không nhất định có thể ra một người thông qua, vị này chỉ có tu vi xuất khiếu cảnh sơ kỳ thông qua được. Làm sao có thể làm được? Nếu như hắn thông qua, thủy sư tỷ đâu? Nàng đi trước, vì cái gì đến bây giờ còn không có nhìn thấy tung tích? Ta đi qua nhìn một chút. Trầm tư một chút, cảm thấy thực sự khó có thể tin, Thanh Vũ đứng dậy, ý định đi thông đạo chữ bính nhìn một chút. Chỉ cần tìm được thủy sư tỷ, hẳn là sẽ hiểu. Không vội. Mới đứng dậy, còn không có rời khỏi, liền bị phục vụ viên vừa rồi giữ chặt, nghi ngờ nhìn một cái, chỉ thấy ngón tay của nàng chỉ về phía trước. Nhìn theo, đột nhiên ngẩn ngơ, chỉ thấy thanh niên vừa rồi đi thông đạo chữ quý tới trước mặt, nở nụ cười lấy ra 100 linh thạch cùng một cái thẻ đưa qua. Chương 2495, tên không dễ nghe 2. Phiền phức cho ta một thẻ đi thông đạo chữ nhâm. Thanh Vũ sửng sốt, lấy thẻ đưa qua. Cảm ơn. Thanh niên yêu nhã xoay người rời khỏi. Hắn cũng xông qua thông đạo chữ quý. Cúi đầu nhìn cái thẻ mà đối phương mới vừa trả lại, khóe miệng của Thanh Vũ co lại. Thông đạo chữ quý, coi như đơn giản cũng không thể nhanh như vậy a. Một lần qua lại mới bao lâu? Một phút, hai phút, dù sao cũng không đến ba phút nha. Thời gian ngắn như vậy, đi đường đã cần hai phút rưỡi. Nói cách khác, hắn chỉ phí mười mấy giây, liền thông qua thông đạo chữ quý. Nuốt ngụm nước bọt, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy hoảng sợ trong mắt đối phương.
đang không biết làm sao cho phải, liền nghe thanh âm của thanh niên vang lên lần nữa. Thật không tiện, lại tới quấy rầy, phiền phức cho cái thẻ đi thông đạo chữ Tân, cảm ơn. Thanh Vũ run rẩy, đưa thẻ tới, nhận lấy linh thạch cùng thẻ của đối phương, sau khi xem xong không khỏi nhoáng một cái. Lại thông qua được. Chẳng lẽ thông đạo chữ Tân, thông đạo chữ Quý đối với hắn mà nói không có gì khác nhau. Đều nhanh như vậy, miệng há to, tựa như cá mắc cạn, muốn cùng phục vụ viên xác nhận một chút, có phải đang nằm mơ hay không, chỉ thấy thanh niên đi tới lần nữa. Cho cái thẻ đi thông đạo chữ canh A. Thanh Vũ. Phục vụ viên. Hô, rốt cục chép xong, có bộ thủy ba huyền văn công này, kết hợp công pháp trước đó ta tu luyện, thực lực nhất định có thể tiến thêm một bước. Xoa xoa bàn tay có chút ê ẩm, thủy sư tỉ mỉm cười. Thanh niên vừa rời đi, nàng liền bắt đầu sao chép, hao tốn hơn 20 phút, lúc này mới chép xong, một bản công pháp thật dày, tay cũng có chút đau xót. Mặc dù thời gian dài như vậy, lấy trí nhớ của nàng, cũng có thể ghi nhớ nội dung phía trên, nhưng mà nếu như muốn cẩn thận nghiên cứu mà nói, vẫn phải chép lại mới yên tâm. Loại công pháp cấp bậc này, thiếu một chữ, ý tứ cũng sẽ lệch rất xa, nàng cũng không muốn mạo hiểm. Dù sao thông đạo chữ bính, sông hơn một tháng cũng không có thành công, nếu không phải thanh niên kia, cũng không có cơ hội nhìn thấy quyển bí tịch này. Cơ hội khó được, không thể lãng phí. Không biết hắn sông xong thông đạo chữ quý chưa? Lấy thực lực của hắn, hẳn là rất đơn giản a. Cất kỹ bí tịch của thánh tử điện, thủy sư tỷ đi ra đại điện, chậm rãi đi tới trước đài. Làm sao vậy? Vừa tới trước mặt, liền thấy không đúng, trước đó thanh vũ hoạt bát đáng yêu, gặp người liền cao hứng, lúc này giống như cương thi ngồi ở trên ghế, hai mắt trừng trừng, như mất hồn phách. Phục vụ viên ở bên cạnh nàng cũng không khá hơn chút nào, miệng há to, tựa như quai hàm đã rơi, thật lâu cũng không khép lại được. Thanh vũ, các ngươi sao thế? Thủy sư tỷ hỏi. Thủy sư tỷ, ngươi rốt cuộc đã đến. Thấy nàng xuất hiện, Thanh Vũ kích động đến sắp khóc, vội vàng giơ lên một cái thẻ. Vừa rồi vị Trương Huyền Trương sư kia, theo phía sau ngươi đi vào thông đạo chữ bính, thật thông qua được khảo hạch. Đúng vậy, thực lực của hắn rất mạnh. Thủy sư tỷ gật đầu. Trải qua hơn 20 phút điều tức, nàng cũng khôi phục không ít, mặc dù vẻ mặt vẫn rất khó coi, lại không còn chật vật như trước đó. Xem bộ dáng là thật. Sắc mặt trắng nhợt, Thanh Vũ ngồi ở trên ghế, bàn tay đụng mặt bàn, liền nghe rầm một tiếng, một đống thẻ rơi xuống, đâu đâu cũng có. Những thứ này, thủy sư tỷ sửng sốt một chút, tiện tay nhặt lên, khóe miệng co giật. Đây đều là thẻ vượt ải, hơn nữa, đều thông qua. Liên tục vượt ải ở đây một tháng, biết trên thẻ biểu hiện đường vân như thế nào là thông qua khảo hạch. Vừa rồi tới, còn không có nhiều như vậy, sao đột nhiên nhiều thêm một đống. Đúng vậy a, đều là vị Trương sư kia xông. Thanh Vũ thật thà gật đầu. Hắn xông. Con mắt của thủy sư tỷ trợn tròn, bàn tay chảo một cái, chộp toàn bộ thẻ trên bàn vào tay. Thông đạo chữ quý, thông đạo chữ nhâm, thông đạo chữ tân, thông đạo chữ canh, thông đạo chữ kỷ, thông đạo chữ mậu, thông đạo chữ ất. Hắn xông nhiều như vậy. Khuôn mặt tái đi, thân thể mềm mại của thủy sư tỷ cũng bắt đầu đung đưa. Nàng chỉ chép sách gần 20 phút. Đối phương trực tiếp xông qua 7 cái thông đạo. Làm sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ sẽ không tiêu hao chân khí, sẽ không mệt? Đúng vậy, hắn một hơi xông nhiều như vậy. Thanh Vũ gật đầu. Vậy, hiện tại hắn ở đâu? Thủy sư tỷ hỏi. Đang xông thông đạo chữ giáp. Thanh Vũ giải thích. Thông đạo chữ giáp. Thủy sư tỷ vội vàng cúi đầu liếc nhìn, trong lòng bàn tay xác thực không có thông đạo chữ giáp, nói cách khác. Cửa ải độ khó lớn nhất này, đối phương còn không có xông qua. Không đúng. Hắn xông thông đạo chữ bính, thông đạo chữ ất, vì cái gì không xông thông đạo chữ đinh? Lại đưa tay lật đống thẻ một lần, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Cái tên này từ thông đạo chữ quý bắt đầu, tất cả thông đạo đều xông. Sao lưu thông đạo chữ đinh không đi? Ây! Dừng lại nửa ngày, vẻ mặt của Thanh Vũ đỏ lên, nuốt ngụm nước bọt, nói. Hắn nói. Cái thông đạo này tên không dễ nghe, hắn đường đường nam nhi bảy thước, sông không có ý nghĩa. Liền không đi. Thủy sư tỷ. Chương 2496, vượt ải thất bại. 1. Kéo kẹt, kéo kẹt. Đứng ở giữa gian phòng, nhìn khôi lỗi chậm rãi đi ra, Trương Huyền thở ra một hơi. Liên tục qua 8 cửa ải của xuất khiếu cảnh, vẫn không có gom góp ra thiên đạo công pháp,
để hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Hết cách rồi, chỉ có thể tới sông độ khó lớn nhất. Thông đạo chữ giáp khó khăn nhất xuất khiếu cảnh của Thánh Tử Điện, vài vạn năm qua, hết thảy thông qua 7 người, trình độ khó khăn có thể tưởng tượng được. Khôi lỗi ở thông đạo chữ ất, thực lực đã đạt đến lĩnh vực cảnh trung kỳ đỉnh phong, nơi này khẳng định càng khó. Trương Huyền híp mắt lại. Vừa rồi xông thông đạo chữ ất, đối với hắn mà nói liền có độ khó rất lớn, khôi lỗi nắm giữ sức chiến đấu của lĩnh vực cảnh trung kỳ đỉnh phong, nếu không phải hắn mượn nhờ thư viện tra ra thiếu hụt, lại nhờ vào Minh Lý chi nhãn, trước thời hạn thiết kế con đường chiến đấu, nếu không muốn chiến thắng sẽ không dễ dàng như vậy. Dù vậy cũng bị thương, may mắn thiên đạo chân khí khôi phục cực nhanh, nếu không hôm nay khiêu chiến chỉ có thể coi như thôi. Cửa ải này, căn cứ Thanh Vũ cô nương giới thiệu, Nhược Hy thông qua được. Ta cũng muốn thông qua. Trong mắt có tinh quang bắn ra bốn phía, chiến ý của Trương Huyền sôi trào. Thông đạo chữ giáp vài vạn năm qua, hết thảy thông qua 7 người, trong đó có một người là Lạc Nhược Hy. Bạn gái cũng thông qua được, hắn đương nhiên không thể yếu thế, nếu không, coi như về sau cùng một chỗ, cũng không có địa vị a hát. Dám đến khiêu chiến thông đạo chữ giáp, xem ra ngươi rất tự tin, vậy liền để ta xem một chút, đến cùng có dạng thực lực gì. Đi tới trước mặt, con mắt của khôi lỗi đột nhiên mở ra, chiến ý trong nháy mắt bùng cháy đến điểm cao nhất. Ngươi biết nói chuyện. Trương Huyền nhướng mày, nhìn qua. Phía trước gặp khôi lỗi, cũng chỉ có con hắn cải tạo kia có khả năng nói vài lời giống giống, con khác chỉ có thể phát ra một chữ, con này có thể nói ra ngôn ngữ nhân loại, quả thực khó tin. Động thủ đi. Lười nhắc tiếp tục nhiều lời, hừ nhẹ một tiếng, thân thể khôi lỗi nhoáng một cái. Hô! Sau một khắc, đã xuất hiện ở trước mặt. Không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, khoảng cách hơn 10 mét, tựa như thuấn di, thân thể của Trương Huyền bỗng nhiên co rụt lại, đồng thời bàn tay lăn mình, đánh về phía trước. Trường lực điệp ra, tầng tầng lực lượng liên hợp cùng một chỗ, ở trên không trung tựa như tạo thành một lâm viên hoa tươi tươi đẹp. Đây là bí tịch đạt được trong thông đạo chữ ất, học được một chiêu võ kỹ. Điệp trưởng. Hai tay khoanh lại, giống như thiên thủ Như Lai, cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trường lực tầng tầng lớp lớp, liên tục không ngừng, như đóa hoa, trong yêu diễm mang theo sát cơ. Mặc dù chiêu này không có lực công kích mạnh như đại bi thiên ma trưởng, nhưng phòng ngự rất tốt. Mấu chốt nhất là, chiêu số rườm rà, để cho người ta tìm không ra hư thực, trong chiến đấu sử dụng ra, có thể tạo thành hiệu quả không tưởng tượng được. Ầm ầm, trường lực của hắn hùng hồn, lực lượng của khôi lỗi càng mạnh hơn, cũng không biết dùng võ kỹ gì, nắm đấm ở giữa trời rơi xuống, không gian bốn phía bị phong tỏa, mặc dù uy lực của điệp trưởng rất lớn, nhưng ở dưới công kích của đối phương, vậy mà nửa phần hiệu quả cũng không có. Hắn cũng tu luyện điệp trưởng. Lông mày nâng lên. Trương Huyền lập tức hiểu được. Có thể trong nháy mắt làm ra loại phán đoán này, áp chế hắn, ngay cả phản kháng cũng không được, chỉ có một khả năng. Chính là khôi lỗi trước mắt rất lý giải điệp trưởng, biết lúc nào ra tay, để cho mình không cách nào thi triển lực lượng mạnh nhất. Mặc dù chiêu này, hắn dùng thiên đạo võ kỹ đền bù không ít thiếu hụt, uy lực tăng lên không ít, nhưng đối với người quen thuộc mà nói, vẫn có thể tìm được cơ hội, tiến hành phản kích. Đây không phải thiếu hụt. Mà là trong chiêu số khắc chế lẫn nhau, trên thực lực nghiền ép. Phá! Rõ ràng tiếp tục công kích xuống, thua thiệt chính là bản thân, Trương Huyền cũng không ngừng nghỉ, biến trưởng thành chỉ, nhẹ nhàng bắn ra một đạo kiếm khí. Lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, tiện tay đều là kiếm chiêu, mặc dù không có thi triển võ kỹ đặc thù, nhưng uy lực lại không thấp hơn võ kỹ. Phốc một tiếng, liền mở ra không gian phong tỏa của đối phương, nhanh chóng đâm tới mi tâm. Hừ! Khôi lỗi hiển nhiên không nghĩ tới, hắn tạm thời biến chiêu nhanh chóng như vậy, hừ một tiếng, có điều cũng không hoảng hốt, siết chặt nắm đấm, từng ngón tay tựa như hoa lan tản ra, vài đạo kiếm khí theo đầu ngón tay bắn nhanh, tiến lên đón. Ba, 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 hai cỗ kiếm khí đối đầu, ở trên không trung phát ra oanh minh liên tiếp, song song biến mất. Trương Huyền chỉ cảm thấy ngực khó chịu, như bị thiệt lớn. Kiếm đạo chân giải, một khôi lỗi cũng lĩnh ngộ kiếm đến loại cảnh giới này. Sớm biết khôi lỗi ở thông đạo chữ giáp rất mạnh, thật không nghĩ đến sẽ mạnh như vậy. Không chỉ lý giải trưởng pháp rất nhiều, ngay cả kiếm đạo cũng đạt tới tình trạng chân giải, vậy thì có chút đáng sợ. Trương Cửu Tiêu nhờ vào nửa bước chân giải cùng Linh Hư Tam Kiếm liền có thể thông qua Thánh Tử Điện khảo hạch, trở thành học viên, như vậy đủ thấy loại cảnh giới này hiếm hoi. Cảnh giới khó có thể lý giải được như vậy, một khôi lỗi cũng đạt tới, nói không kinh ngạc đó là giả.
Không đúng, loại năng lực này không phải chính nó lĩnh ngộ, khôi lỗi nắm giữ tiên thiên thiếu hụt, không cách nào lĩnh ngộ chiêu số, xem ra hẳn là một vị đại sư lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, hòa cảm xúc vào trong cơ thể nó, mới để cho nó thi triển ra kiếm ý lợi hại như thế. Sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh ý thức được không đúng. Khôi lỗi, không cách nào tu luyện, giống như người máy, tiếp nhận mệnh lệnh chiến đấu, mỗi một chiêu đều là thiết kế tốt, dựa theo mệnh lệnh tiến hành. Nói cách khác, kiếm đạo cũng không phải là bản thân nó lý giải, mà là dung hợp ký ức tạo thành. Nói cách khác, chỉ biết hình mà không biết ý, bất quá dù như thế, cũng rất lợi hại. Dung hợp lý giải kiếm đạo của một vị kiếm đạo đại tông sư, chiến đấu như bản năng, coi như hắn tiến bộ cực nhanh, chỉ sợ cũng rất khó chống lại. Nhờ vào kiếm đạo muốn vượt qua đối phương, khó, trưởng lực càng không phải đối thủ. Trương Huyền không ngừng suy nghĩ. Kiếm đạo của đối phương cường đại như thế, muốn nhờ vào cái này vượt qua, gần như không có khả năng, vừa rồi trưởng lực đối đầu, đối phương còn ở trên mình. Thế thì còn đánh như thế nào? Lĩnh vực. Tinh thần khẽ động, lĩnh vực đường kính 1 mét xuất hiện ở chung quanh thân thể. Chương 2497, vượt ải thất bại. 2. Xem ra chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất. Ông. Lĩnh vực mới xuất hiện, Trương Huyền còn chưa kịp có động tác khác, liền phát hiện không gian chung quanh như bị bao vây, khôi lỗi thi triển ra lĩnh vực. Lĩnh vực của tên này đường kính chừng 20 mét, rơi vào trong đó, tựa như người dùng xích sắt khóa lại, không thể động đậy chút nào. Đây là, lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Khóe miệng Trương Huyền co rút. Khó trách liên tục mấy chiêu đều bị quản chế, nguyên lai thực lực của khôi lỗi này đã đạt đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Thực lực của hắn bây giờ, chiến đấu với lĩnh vực cảnh sơ kỳ không thành vấn đề, trung kỳ miễn cưỡng cũng có thể chiến thắng, nhưng đỉnh phong, hầu như không có khả năng. Hô! Biết không cách nào chống lại, thì triển ra hành giả vô cương, trong nháy mắt tránh thoát gông xiềng khống chế, đi tới một bên của gian phòng. Cổ tay khẽ đảo, một cái thẻ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng bóp một cái. Ông! Khí tức sao động, khôi lỗi vốn định tiến công tới liền đình chỉ tiến công, lùi về phía sau mấy bước, trong mắt mang theo nghi ngờ. Ngươi nhận thua. Một người một khôi lỗi chiến đấu, nói đến rườm rà, trên thực tế một quyền, một kiếm, một lĩnh vực, tổng cộng 3 chiêu, cộng lại chẳng qua 3 cái hô hấp, thắng bại không có ra, thậm chí chiêu số còn chưa tiếp xúc. Trực tiếp nhận thua, tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Hiện tại ta còn không phải đối thủ. Trương Huyền lắc đầu. Cái cửa ải này, có khả năng thông qua, đều là xuất khiếu cảnh đỉnh phong, hắn mới xuất khiếu cảnh sơ kỳ, thi triển ra toàn bộ thủ đoạn xông qua, cũng không phải không có khả năng, nhưng hoàn toàn không cần thiết. Cáo từ. Biết không cách nào chiến thắng, Trương Huyền cũng không có gì xoắn xuýt, xoay người rời phòng. Không thông qua thông đạo chữ giáp, liền không cách nào ngưng tụ thành công pháp thiên đạo xuất khiếu cảnh hoàn mỹ. Mà muốn có được bí tịch, nhất định phải đánh bại khôi lỗi. Cho nên việc cấp bách nhất, là mau chóng tăng lên sức chiến đấu. Trương Huyền vừa đi vừa trầm tư. Xem ra phải học tập linh hư tam kiếm hoặc cửu u thần đồng một chút. Tăng lên sức chiến đấu, có hai phương thức, thứ nhất, tăng tu vi, thứ hai, tu luyện võ kỹ lợi hại. Không có thiên đạo công pháp, tu vi muốn tiến bộ rất khó, tạm thời không nghĩ, xem ra chỉ có thể tiến hành loại thứ hai. Hiện tại trên tay hắn có hai đại võ kỹ, đều rất cường hãn, một là linh hư tam kiếm, mặt khác là cửu u thần đồng. Nếu có thể luyện thành một cái, sức chiến đấu sẽ lập tức tăng cao, thông qua thông đạo chữ giáp cũng rất dễ dàng. Đi hỏi một chút, nơi nào có kiếm pháp bí tịch a? Trong lòng có so đo, Trương Huyền đi tới trước đài. Trương sư, ngươi thông qua được không? Thấy hắn đi tới, Thủy sư tỷ còn chưa rời khỏi. Không. Trương Huyền lắc đầu. Cửa này quá khó khăn, ta không phải đối thủ. Nha. Lúc này Thủy sư tỷ mới thở phào nhẹ nhõm. Liên tục vào 8 cửa, nếu như lại thông qua thông đạo chữ giáp, chỉ sợ thật sẽ bị dọa chết. Xin hỏi một chút, thánh tử điện chúng ta, chỗ nào có thể học được kiếm pháp? Không để ý tới biểu lộ của đối phương, Trương Huyền đưa thẻ qua, cười hỏi. Muốn học tập linh hư tam kiếm, trước để nó đạt tới thiên đạo cấp, nói cách khác cần tìm sách nhìn. Ngươi muốn học kiếm? Thanh Vũ và phục vụ viên còn chưa mở miệng, Thủy sư tỷ đã cau mày nhìn lại. Đúng vậy. Trương Huyền gật đầu. Thật muốn học kiếm, ngươi tìm đúng người rồi, Thủy sư tỷ là thiên tài kiếm đạo trẻ tuổi nhất của học viện. Lão sư của nàng là kiếm đạo đại tông sư lợi hại nhất thánh tử điện.
Thanh Vũ nói. Ngươi biết dùng kiếm. Trương Huyền sững sờ, nhìn về phía nữ hài trước mắt. Trước đó xông thông đạo chữ bính, nàng thi triển toàn lực, đủ loại thủ đoạn đều dùng, cũng không nhìn thấy sử dụng kiếm thuật a. Đương nhiên, nghe được hỏi thăm, Thủy Sư Tỷ nhíu mày, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Làm sao, có muốn thử chiêu kiếm của ta một chút hay không? Khiêu chiến thông đạo, không thể sử dụng vũ khí, cho nên nàng một mực không sử dụng kiếm, giờ phút này nghe đối phương nói, tựa hồ có chút nghi ngờ, lập tức giơ trường kiếm lên, kiếm ý nồng đậm, trong nháy mắt bắn ra. Cũng không tệ lắm, có điều, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi biết nơi nào có thể học tập thư tịch kiếm đạo không? Có thể mang ta đi nhìn một chút hay không? Không nghĩ tới nữ hài này lý giải kiếm đạo đã đạt đến cảnh giới kiếm tâm, Trương Huyền khen ngợi hỏi. Không phải là đối thủ, vậy liền để ta xem một chút, người lý giải kiếm đạo sâu bao nhiêu. Hừ một tiếng, thân thể mềm mại của Thủy Sư Tỷ nhảy lên, hóa thành một đạo lợi kiếm, thẳng tắp lao đến. Đùng chít chít, còn chưa tới trước mặt, trường kiếm trong tay bỗng nhiên nhoáng một cái, lôi kéo nàng nằm dạp trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Chương 2498, trừ khi ngươi là điện chủ. 1. Ngươi. Dãy dụa từ dưới đất bò dậy, khóe miệng của Thủy Sư Tỷ co rút, lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, vẻ mặt triệt để thay đổi. Ngươi lĩnh ngộ kiếm, đã đạt đến tình trạng chân giải. Thân là thiên tài kiếm đạo, đương nhiên biết phân cấp kiếm đạo, trường kiếm trong tay còn không có đâm ra, liền bị dọa đến rơi trên mặt đất, không ngừng run rẩy, loại tình huống này, chỉ ở gặp được trên người lão sư. Nói cách khác, vị trước mắt này, thoạt nhìn chỉ 20 tuổi, nắm giữ kiếm đạo đã ngang hàng lão sư của nàng. Làm sao làm được? Kiếm đạo chân giải, không chỉ cần lĩnh ngộ kiếm pháp cực sâu, càng quan trọng hơn là, có đầy đủ kinh nghiệm cùng cảm ngộ, sở dĩ lão sư có thể đi vào cảnh giới kia, là bởi vì đã từng đi bộ vạn dặm, trải nghiệm khó khăn của người bình thường, lúc này mới ngộ ra. Vị trước mắt này, tính toán đâu ra đấy, từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. Cũng chỉ chừng 20 năm, làm sao có thể lĩnh ngộ. Trương Huyền cũng không phủ nhận, ngón tay búng một cái. Trường kiếm chiều bái trên mặt đất mất đi áp chế. Ông, bay lên, rơi vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng bắn ra, trường kiếm hí dài một tiếng. Kiếm này không tệ, rất thích hợp ngươi. Tiện tay đưa trả lại. Chuôi kiếm này, nhẹ nhàng thon dài, tương đối thích hợp nữ tử phát huy lực lượng. Là lão sư chọn giúp ta. Thủy Sư Tỷ nhẹ gật đầu, thu hồi trường kiếm, nhìn qua. Ngươi muốn nhìn thư tịch liên quan tới kiếm đạo. Có thể lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, nàng đã mất đi lòng tin tỷ thí. Chênh lệch thực sự quá lớn, coi như ra tay, cũng mất mặt xấu hổ. Chỗ lão sư ta, sao chép không ít thư tịch kiếm đạo, có thể mang ngươi tới. Thủy Sư Tỷ trần chờ một chút, nói. Vậy làm phiền dẫn đường. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Bất quá. Trước thời hạn nói cho ngươi một câu, ngươi đã lĩnh ngộ chân giải, có con đường của mình, không nên ôm hy vọng quá lớn. Ta sợ còn không có nhìn thấy sách, liền bị đuổi ra ngoài. Thủy Sư Tỷ nói, vì cái gì? Trương Huyền không hiểu. Hắn ở cái tuổi này có khả năng lĩnh ngộ chân giải, được cho là thiên tài kiếm đạo chân chính, loại người này, chỉ cần là danh sư dùng kiếm đều ưa thích, làm sao lại không nên ôm hy vọng quá lớn? Cái này... Lão sư ta là đại tông sư kiếm đạo thứ nhất của Thánh Tử Điện. Kiếm Tần Sinh, tu vi cao thâm, địa vị cũng cực kỳ cao quý, chỉ bất quá. Thủy Sư Tỷ dừng lại một chút, hạ giọng. Làm việc, qua chú ý quy tắc. Chú ý quy tắc. Trương Huyền sững sờ, lập tức giật mình. Thân là học sinh, thật không tiện nói nhiều lão sư, nói như vậy chỉ sợ là muốn biểu đạt, vị lão sư này có chút cứng nhắc, là lão mọt sách. Loại người này... Nói chuyện làm việc cực kỳ ngay thẳng, coi trọng ngươi dùng tám ngựa ngựa cũng kéo không trở lại, nói không hợp, dù địa vị cao hơn, bối cảnh lại hùng hồn, cũng không có chút tác dụng. Vâng, hắn đã từng là trưởng lão lễ điện, chú trọng lễ tiết cùng quy củ. Muốn nhìn hắn sưu tập thư tịch, đạt được chỉ điểm của hắn, nhất định phải thông qua khảo nghiệm, được công nhận mới được. Vị thiên tài kiếm đạo của Trương gia Trương Húc kia, là thiên tài tên tuổi lẫy lừng của nội viện, có danh xưng kiếm đạo đệ nhất nhân của thế hệ trẻ tuổi. Lĩnh ngộ kiếm thuật đã đạt đến chân giải, muốn tới đây đọc sách, cũng bị đuổi ra ngoài, cho nên ta mới nói như vậy. Thủy Sư Tỷ nói, lĩnh ngộ chân giải cũng đuổi ra ngoài, vì sao? Chương 2499, trừ khi ngươi là điện chủ. 2. Trương Huyền khó hiểu.
có thể đạt tới kiếm đạo chân giải, liền nói lĩnh ngộ kiếm pháp không kém gì mình, loại người này, coi như ở Thánh Tử Điện, cũng không phải quá yếu. Trực tiếp đuổi đi, làm sao cũng nói không thông a hát. Ta mới vừa nói, lão sư chú trọng nghi thức, người hắn sùng bái nhất là điện chủ đời thứ ba của Thánh Tử Điện. Vị điện chủ này lấy kiếm nhập đạo, tu vi mạnh mẽ, cầm kiếm đi tới chân trời, một kiếm bình thiên hạ. Thánh nhân quý tộc cũng phải nhún nhường ba phần, thậm chí tổng bộ danh sư đường cũng không người dám gánh phong mang. Uy thế của Thánh Tử Điện được đẩy lên đỉnh phong. Bất quá, mặc dù thực lực của vị điện chủ này mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc, trên phương diện truyền thụ học sinh rất kém. Sau khi qua đời, truyền thừa đứt gãy, kiếm đạo của toàn bộ Thánh Tử Điện cũng bắt đầu sa sút. Lão sư là hậu bối của hắn, thủ hộ lấy một đạo kiếm ý năm đó hắn lưu lại. Muốn trở thành học sinh của lão sư, hoặc là học được đồ vật, nhất định phải đạt được kiếm ý công nhận. Ta có thể từ trong hơn 10 vị thiên tài kiếm đạo khảo hạch trổ hết tài năng, là bởi vì có tiện nghi công pháp thủy thuộc tính, vạn vật đều dung hợp. Mà Trương Húc lĩnh ngộ kiếm đạo thuộc về mình, xung đột với kiếm ý, cho nên bị đuổi ra ngoài. A hát, Trương Huyền gật đầu. Lĩnh ngộ kiếm đạt tới tình trạng chân giải, thi triển kiếm ý, như là có linh hồn, quả thực sẽ tiến hành lựa chọn tu luyện giả. Thật giống như linh hư kiếm, bởi vì mình lĩnh ngộ chữ kiếm phía ngoài, đạt đến chân giải, trực tiếp thần phục. Kiếm ý xung đột lẫn nhau, tương đương với lý niệm trái ngược. Vị thủy sư tỷ này, tu luyện là pháp quyết thủy thuộc tính, tính tình ôn hòa, dễ dàng đạt được kiếm ý công nhận, mà lĩnh ngộ kiếm đạo khắc sâu, có con đường của mình, độ khó tất nhiên sẽ tăng thêm không ít. Chẳng lẽ, hắn siêu tập sách, đều là vị điện chủ đời thứ ba này lưu lại. Nội dung cũng truyền thừa nhất mạch. Trong lòng hơi động, đạt được kiếm ý công nhận, thật ra thì cũng có thể hiểu là con đường tu luyện giống nhau. Chỉ có người như vậy, mới có thể xem sách của hắn, đạt được chỉ điểm của hắn, nói trắng ra là, kiếm tần sinh là muốn bồi dưỡng cao thủ kiếm đạo nhất mạch của mình. Mỗi người đều có lý giải đặc biệt với kiếm pháp, không biết hắn lĩnh ngộ loại nào, bất quá. Có lẽ khác biệt kiếm lão nhân. Trương Huyền lắc đầu. Hắn lý giải kiếm pháp, thoát thai từ kiếm lão nhân. Vị kiếm đạo đại tông sư này, dòng ruổi liên minh nhiều năm như vậy, cũng không nghe nói qua có liên quan đến điện chủ đời thứ ba, cũng không thuộc về một con đường. Nói cách khác, bản thân thật muốn đi qua, rất có thể sẽ giống như Trương Húc, trực tiếp bị đuổi đi. Nếu như chỉ nhìn thư tịch một chút, không ghi chép, cũng không dùng thần thức liếc nhìn, thậm chí không mở ra. Chẳng lẽ cũng không cho phép? Trương Huyền rầu rĩ một chút, nhịn không được hỏi. Hắn đọc sách khác những người khác, chỉ cần ánh mắt nhìn thấy, thời gian nháy mắt liền có thể thu vào thư viện. Không cần đối phương chỉ điểm, cũng không cần sao chép, chỉ cần nhìn một lần liền biết có thể bổ sung linh hư tam kiếm hoàn chỉnh hay không. Như vậy hẳn là rất đơn giản a. Nhìn một chút. Thủy sư tỷ cười khổ lắc đầu. Những sách vở này, lão sư xem như bảo bối, chuyên môn bố trí một gian phòng, không có thủ lệnh của hắn, vào cũng không được, trừ khi. Ngươi là điện chủ, nếu không, nằm mơ cũng đừng nghĩ. Điện chủ có thể đi vào. Trương Huyền sửng sốt. Dường như, hắn là người ứng cử điện chủ duy nhất thì phải. Mặc dù bây giờ không phải, nhưng không bao lâu sau sẽ thành công. Đó là đương nhiên. Điện chủ là thủ lĩnh cao nhất của Thánh Tử Điện, coi như lão sư cự tuyệt bất luận kẻ nào đi qua, cũng không dám cự tuyệt điện chủ A Hát. Thủy sư tỷ lắc đầu. Bất quá, Thánh Tử Điện đã hơn 300 năm không có điện chủ chân chính, hiện tại xử lý chuyện, cũng chỉ là quyền điện chủ mà thôi. Được rồi, nói có chút nhiều, điện chủ không phải những tiểu nhân vật như chúng ta có thể thảo luận. Giải thích nhiều như vậy, người còn muốn đi hay không? Muốn đi mà nói, hiện tại liền đi, cảm thấy không có hy vọng. Thì đừng có quấy rầy. Đi, tự nhiên phải đi. Trương Huyền mỉm cười. Chương 2500, Thánh nhân quý tộc phân cấp 1. Coi như biết lý niệm kiếm đạo của kiếm tần sinh này khác mình, cũng phải đi qua nhìn một chút, ngộ nhỡ có khả năng bổ sung thiếu hụt của linh hư tam kiếm, liền có thể nhẹ nhõm xung kích thông đạo chữ giáp, ngưng tụ ra thiên đạo công pháp xuất khiếu cảnh. Lại nói, phương pháp tu luyện của mỗi người đều không hoàn toàn giống nhau, chỉ có cố tìm cái chung. Gác lại cái bất đồng, mới có thể dung hội quán thông, thu hoạch được tiến bộ càng lớn. Đi thôi. Thấy hắn muốn đi, thủy sư tỷ nhẹ gật đầu, nói với Thanh Vũ một tiếng, sau đó hai người đi ra. Một lát nữa, một khi kiếm ý không đồng ý, lão sư bảo ngươi rời khỏi, tốt nhất một câu không nói, xoay người rời đi. Trong lòng còn có may mắn, nhiều lời nói nhảm, ta sợ ngươi sẽ nếm chút khổ sở.
vừa đi về phía trước, Thủy sư tỷ vừa truyền âm nói. Tu luyện kiếm đạo, tính tình phần lớn đều như kiếm, sắc bén cương mãnh, thẳng tới chẳng lùi, ta hiểu. Trương Huyền gật đầu. Có thể tu luyện kiếm đạo tới tình trạng chân giải, nói rõ sinh mệnh, tinh, khí, thần cả người hòa vào trong đó, tính cách thường thường cũng sẽ tùy theo thay đổi. Loại người này, ghét nhất người khác nhiều lời. Thật giống như tàn hồn của kiếm lão nhân, làm việc rất quả quyết, thậm chí biến mất cũng nhanh như vậy, không có chút lưu luyến nào. Biết liền tốt. Thủy sư tỷ thở phào nhẹ nhõm. Có thể bằng chừng ấy tuổi, liền có loại thực lực này, càng lý giải kiếm đạo đến tình trạng như thế, thân thế tất nhiên không đơn giản, nàng cũng không muốn hảo tâm, cuối cùng chọc hai bên đều mất hứng. Nghĩ đến thân phận, nhịn không được có chút hiếu kỳ. Người gọi Trương Huyền, lúc nào Trương gia có một vị thiên tài như vậy, trước đó chưa từng nghe qua. Ta không phải người Trương gia. Thấy lại bị người hiểu lầm, Trương Huyền lắc đầu. Không phải. Thủy sư tỷ có chút không tin. Không phải người Trương gia, nói cách khác, không có huyết mạch chi lực, có thể còn trẻ như vậy có thực lực này, làm sao làm được. Ta từ phương hướng Thanh Nguyên đế quốc đến, sở dĩ thực lực không tệ lắm, là bởi vì ta. Cố gắng. Trương Huyền giải thích. Cái này. Nghĩ tới tên này, không đến 2 phút liền xông tám thông đạo, còn muốn đi học kiếm. Thủy sư tỷ nhìn không được nhẹ gật đầu. Có thể lấy thân phận tán tu, còn trẻ như vậy liền đạt tới thực lực như thế, quả thực đủ liều. Thủy sư tỷ, vừa rồi ngươi vận dụng lực lượng huyết mạch, chẳng lẽ cũng xuất thân thánh nhân quý tộc nào đó? Trương Huyền cũng hỏi ra nghi ngờ. Ngươi, không biết ta. Thủy sư tỷ im lặng. Mặc dù thực lực của nàng chỉ có xuất khiếu cảnh đỉnh phong, nhưng lấy thân phận, dung mạo, ở thánh tử điện cũng là tên tuổi lẫy lừng, xem như nhân vật phong vân, tên này ngay cả lai lịch của mình cũng không biết. Thật hay giả? Ngày hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Thủy sư tỷ, làm sao nhận biết? Trương Huyền lắc đầu. Lần đầu tiên thấy. Lúc này Thủy sư tỷ mới kịp phản ứng, đôi mắt thanh tú trợn tròn. Ngươi không phải là học sinh ngày hôm nay khảo hạch tiến đến chứ? Đúng vậy à. Trương Huyền gật đầu. Mới vừa thi đậu, liền chạy tới sông Nghĩa Điện, một hơi thông qua tám thông đạo. Nuốt ngụm nước bọt, da mặt của Thủy sư tỷ co giật. Hiện tại tân sinh cũng quá trâu bỏ đi, nàng nghiên cứu thời gian dài như vậy, ngay cả thông đạo chữ bính cũng không qua được, tên này mới đi đến liền xông tám cái. À, ta buổi trưa thi xong, trước đi chí điện một chuyến, nghiên cứu trận pháp sư bát tinh, sau khi thông qua, bố trí trận pháp cấp 8, lại cùng người khác trò chuyện một canh giờ, trở lại chỗ ở, thuận tiện tắm rửa một chút, lúc này mới tới nghĩa điện. Nhớ lại một chút, Trương Huyền nói. Thân thể Thủy sư tỷ cứng ngắc. Trận pháp sư bát tinh khó mà thông qua, coi như vị ca ca kia của tiểu công chúa Lạc gia, nghiên cứu 2 lần cũng không thông qua. Làm sao nghe khẩu khí của tên này, chạy tới khảo hạch, giống như ra ngoài dạo phố vậy. Mấu chốt nhất là, coi như trở thành trận pháp sư cấp bậc này, muốn bố trí trận pháp cấp 8, không có 5-3 tháng, là khó có thể hoàn thành a. Buổi trưa trở thành học viên của Thánh Tử Điện, bố trí trận pháp, tán gẫu, đi tới Nghĩa Điện. Cũng chỉ là buổi chiều, đến bây giờ trời còn không có tối. Tốc độ quá nhanh đi. Ngươi, khảo hạch trận pháp sư bát tinh, dùng bao lâu? Nàng kìm nén không được hỏi. Cái này. Trương Huyền nhíu mày, cẩn thận nhớ lại nửa ngày. Nếu như không tính khảo hạch thực lực, có 5-6 phút ra. Chủ yếu là vị tô trưởng lão kia làm trễ nải một chút, nếu không, hẳn là có thể nhanh hơn. 5-6 phút. Lần nữa lắc lư một cái. Thủy sư tỷ cảm thấy bị đả kích thương tích đầy mình. Trận pháp sư bát tinh, nàng cũng muốn kiểm tra, đáng tiếc tu vi quá thấp, không đủ tư cách, bởi vậy một mực không thành công, vị này, tu vi còn thấp hơn nàng, vài phút liền khảo hạch thông qua. Càng nghĩ càng thấy điên cuồng, chỉ cảm thấy ngực đau nhức, không thở nổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2500.